Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vớt. Chương 1231, chưa đầy 180 tuổi tròn tu sĩ cấm chỉ xem. Bá Tống tiền bối có chuyện gì? Tiểu Thiện hiếu kỳ hỏi, bát phẩm huyền thánh lại có sự tình cần nàng hỗ trợ. Ta muốn làm một cái thí nghiệm, cái này thí nghiệm cần ngươi phối hợp. Tống Thư Hàng trả lời. Tiểu Thiện nghe được thí nghiệm hai chữ lúc, có chút cứng đờ, tiền bối, ta có thể hỏi một chút ngươi muốn làm cái gì thí nghiệm sao? Thu giới tin tức cũng là rất phát đạt, coi như tại Hắc Mã tiểu phân bộ bên trong, nàng thường xuyên có thể nghe được một số nghe đồn. Tỷ như cái nào đó tà phái nhân sĩ tại một số tiểu yêu, thực lực yếu ớt nhân loại trên người tiến hành một số tàn nhẫn thí nghiệm. Lại tỷ như cái nào đó truyền thừa từ viễn cổ giáo phái, dùng đại lượng tiểu yêu cùng nhân loại tiến hành huyết tế hành vi loại hình. Ta muốn xác minh một cái suy đoán, quá trình bên trong, cần quán thâu một sợi chân khí tiến vào thân thể của ngươi. Yên tâm, sẽ không cho thân thể của ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương. Tống Thư Hàng cười nói. Tiểu Thiện ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Thư Hàng, sau đó kiên định nói tốt, bá Tống tiền bối, ta sẽ phối hợp ngươi. Đối phương là bát phẩm đại năng, thật muốn cầm nàng làm tà ác thí nghiệm, nàng nào có thực lực chống cự. Mà lại, bá Tống tiền bối cho người ta một loại thân thiết, ôn nhu cảm giác. Tu sĩ trực giác để cho nàng cảm giác bá Tống tiền bối không phải là tà phái tu sĩ. Nàng nhắm mắt lại, đem tay nhỏ đưa về phía Tống Thư Hàng. Nhìn qua tựa như là trong bệnh viện sắp bị đánh châm tiểu cô nương. Tống Thư Hàng an ủi, không cần sợ, sẽ không đau. Vừa nói xong, chính hắn liền cười, lúc còn nhỏ phụ mẫu cùng y sinh đều là dạng này lừa gạt tiểu hài tử trích. Tiểu Thiện. Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, ấn tại Thiện, trên cổ tay, một sợi tiên thiên chân khí tiến vào tiểu Thiện, thân thể. Tiểu Thiện bản thân còn chỉ có nhất phẩm cảnh giới, khí hải chưa mở, kinh mạch chưa thông. Tiên thiên chân khí tiến vào trong cơ thể nàng cũng vô pháp dọc theo kinh mạch vận chuyển, chỉ có thể trực tiếp dung nhập nhục thể của nàng, lại dọc theo tâm khiếu, nhãn khiếu, tị khiếu ở giữa, khí huyết chi lực, thông đạo vận chuyển. Tiên thiên chân nguyên vận chuyển một tuần sau, tại Tống Thư Hàng khống chế hạ trực tiếp tràn lan ra, hóa thành thuần túy năng lượng, dung nhập tiểu thải nhục thân. Đối nàng mà nói, hiệu quả ước chừng chống đỡ được một tề, thối thể dịch. Song phương tu luyện công pháp trong lúc mơ hồ có cùng nguồn gốc, cho nên Tiểu Thiện thân thể có thể tự nhiên tiếp nhận Tống Thư Hàng chân khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết thúc rồi à? Thiện ngẩng đầu hỏi. Nàng chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, thể chất có chút tăng lên một điểm. Tống Thư Hàng xoa cằm, đang trầm tư bên trong. Hắn tiên thiên chân nguyên tiến vào, Thiện, mấy lớn khiếu huyệt lúc, có thể cảm ứng được tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cùng thần thú diệt thế đại pháp ở giữa, ẩn ẩn có chỗ liên hệ. Nhưng là, chân nguyên tại, Thiện, thể nội vận chuyển một lần, lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Có phải hay không là Thiện tiểu cô nương cảnh giới còn quá thấp, chỉ ít cần nhị phẩm cấp tu sĩ đến thí nghiệm. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thiện gặp Tống Thư Hàng không nói gì, liền nhu thuận không tái phát tiếng. Mai rùa như trước đang hướng Tống Thư Hàng nơi ở phi hành. Trên đường, Tống Thư Hàng thấy được cái kia trên thảo nguyên bằng đá khối lập phương kiến trúc. Nơi đó là Hắc Mã phân bộ thành viên xử lý thọ nguyên sắp hết ngựa loại linh thú chỗ, cũng là bọn hắn tổn trữ linh thú tinh chi địa. Linh thú tinh, còn có quỷ đại sư câu nói sau cùng kia thần công, có thể cùng linh thú tiến hành phối hợp. Cùng bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư thượng ghi lại tam thập tam thú thần tông các đệ tử phương thức tu luyện. Mấy cái tin tức tại Tống Thư Hàng não hải hiện lên. Hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Tiểu Thiện đạo hữu, ta còn muốn một lần nữa thí nghiệm, có thể sao? Tống Thư Hàng đạo. Thiện tiểu cô nương nhẹ gật đầu. Nếu như cái gì đều không cần động, đứng đấy liền có thể không ngừng tăng lên thể chất cùng khí huyết chi lực, đối nàng mà nói cũng là một lần kỳ ngộ. Từ gặp gỡ bá Tống tiền bối phía sau thực lực của nàng liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, nắm giữ một môn ngoại ngữ là trọng yếu cỡ nào sự. Lúc này, nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng móc ra một khối linh thú tinh. Nghe khí tức, đây là ngựa loại linh thú tinh, phẩm giai không cao, chỉ có nhị phẩm tả hữu. Các nàng tiểu trong phân bộ lấy được linh thú tinh phần lớn cũng đều là cấp bậc này. Bá Tống tiền bối muốn làm gì? Thiện, trong lòng hiếu kỳ. Lúc này, nàng nhìn thấy bá Tống tiền bối hé miệng, răng rắc, một tiếng, trực tiếp đem linh thú tinh cắn nát, liền cùng ăn bánh bích quy đồng dạng đem hắn ăn hết. Thiện trừng to mắt. Linh thú tinh, bị ăn sạch rồi. Linh thú tinh trình độ cứng cáp,
các nàng những này thuần dưỡng linh ngựa người lại biết rõ rành rành. Không hổ là bát phẩm đại tiền bối, cứng như vậy đồ vật cũng có thể cắn ngoạm ăn. Từ bá tống tiền bối biểu lộ đến xem, linh thú tinh hương vị tựa hồ còn rất không tệ. Tống Thư Hàng vận chuyển, kình thôn thuật, trực tiếp đem nhị phẩm linh thú tinh bên trong năng lượng hấp thu. Đối với hiện tại hắn mà nói, linh thú tinh bên trong năng lượng rất yếu ớt, chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể trực tiếp đem cái này đạo ngựa loại linh thú tinh năng lượng chuyển hóa hấp thu. Bất quá hắn không có làm như thế, hắn khống chế ngựa loại linh thú tinh năng lượng, từ đó phân ra một tiểu sợi, liền như là trước đó đồng dạng, độ vào đến thiện, thể nội. Bởi vì đây không phải Tống Thư Hàng tự thân chân nguyên, hắn thao túng càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm bị thương thiện cô nương. Khi này một tiểu sợi, ngựa loại linh thú tinh năng lượng, độ vào đến thiện thể nội lúc, thân thể của nàng đột nhiên hơi chấn động một chút. Sau một khắc, trong cơ thể nàng cùng thần thú diệt thế đại pháp xứng đôi, tinh thần minh tưởng pháp tự nhiên vận chuyển. Tâm khiếu, nhãn khiếu, tị khiếu bên trong khí huyết chi lực tự chủ phun trào, nhào về phía cái kia một sợi. Ngựa loại linh thú tinh, năng lượng, thật nhanh đem hắn đồng hóa. Tống Thư Hàng độ tiến trong cơ thể nàng năng lượng rất nhỏ, chỉ có một tiểu sợi, rất nhanh liền bị nàng đồng hóa sạch sẽ. Trong cơ thể nàng khí huyết chi lực lại tăng một đoạn. Đồng thời, trong cơ thể nàng thần thú diệt thế đại pháp lại trả lại một đạo tinh thuần khí huyết chi lực, phản hồi đến Tống Thư Hàng thân thể. Vậy mà thật sự thành công, Tống Thư Hàng ám đạo. Thiện tu luyện thần thú diệt thế đại pháp. Để cho nàng có thể thay thế, linh thú công năng. So với linh thú đến, nàng đối, năng lượng, vận dụng suất cao hơn nữa. Linh thú tại ngũ phẩm trước kia, tu luyện chỉ bằng bản năng. Tam thập tam thú thần tông đệ tử lợi dụng đặc thù pháp môn, đem thể nội dư thừa linh thú tinh năng lượng độ nhập linh thú thể nội lúc, linh thú mặc dù sẽ bản năng hấp thu, sau đó trả lại một bộ phận đi qua tinh luyện năng lượng. Nhưng đến một lần bên trong, sẽ có đại lượng hao tổn. Thử lại lần nữa, Tống Thư Hàng lần nữa cắt chém ra một tiểu sợi ngựa loại linh thú tinh năng lượng, độ nhập thiện, thể nội. Một lần, hai lần cũng có thể là ngẫu nhiên. Chí ít ba lần trở lên, mới là thí nghiệm thái độ. Lần này, hắn cắt chém đi ra ngựa loại linh thú tinh năng lượng so sánh với về muốn bảng lớn hơn một chút. Thiện lần này bỏ ra chút thời gian, mới đưa cái này sợi linh thú tinh năng lượng đồng hóa hoàn tất. Cùng lần trước đồng dạng. Lại trả lại một đạo tinh thuần khí huyết chi lực cho Tống Thư Hàng. Lại đến một lần cuối cùng, Tống Thư Hàng thận trọng lại cắt ra một phần lớn hơn một chút linh thú tinh năng lượng, lặp đi lặp lại cái trước quá trình. Tiểu thiện thể cùng trước hai hồi đồng dạng, hoàn thành đối linh thú tinh năng lượng đồng hóa. Bá Tống tiền bối, đây, tiểu thiện đột nhiên kêu lên. Tống Thư Hàng, tị khiếu khí huyết chi lực tràn đầy, ta có thể muốn trùng kích vào một khiếu nhĩ khiếu. Thiện kích động nói. Nhanh như vậy, tốt a, cái kia để cho ta tới giúp ngươi một tay, xem như ngươi hiệp trợ ta thí nghiệm ban thưởng. Tống Thư Hàng cười nói. Dứt lời, hắn lại cắt ra một sợi linh thú tinh năng lượng, độ nhập tiểu thiện khiếu huyệt bên trong. Hơn 10 phút sau, thiện, trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ, nhãn khiếu bên trong khí huyết chi lực tràn đầy, tuôn hướng nhĩ khiếu, nhất cổ tác khí, trực tiếp đem nhĩ khiếu mở ra. Chúc mừng tiểu thiện đạo hữu. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Tiểu thiện bận bịu trả lời, tạ ơn bá tống tiền bối. Trước sau thời gian một ngày, nàng vậy mà trực tiếp phóng qua một cái tiểu cảnh giới, đây là nàng trước kia căn bản không dám tưởng tượng sự tình, trực tiếp tiết kiệm nàng một năm trở lên khổ tu thời gian. Tiếp đó, người ngồi xuống tu luyện một chuyến, củng cố cảnh giới bây giờ. Tống Thư Hàng chỉ điểm. Hai người sớm đã đến Tống Thư Hàng chỗ nghỉ ngơi. Tiểu thiện đi vào bên trên tiểu thiếp. Ngồi xuống minh tưởng. Tống Thư Hàng trở lại gian phòng của mình. Thần thú diệt thế đại pháp nhìn qua tựa hồ là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công kéo dài. Môn công pháp này, tam thập tam thú thần tông bên trong không có lưu truyền tới nay sao? Tống Thư Hàng xoa cằm ám đạo. Có lẽ cùng pháp bảo luyện chế pháp đồng dạng, đều thất truyền. Xích Tiêu Kiếm trả lời. Cảm giác giống như là tống đầu gỗ mấy trọng bảo hiểm. Tống Thư Hàng móc ra giấy cùng bút. Sau đó đem trong trí nhớ cưỡng ép ghi lại, liên minh loài người bí tịch trích dẫn xuống tới. Cần ta đem hắn phiên dịch thành nhân loại văn tự sao? Xích Tiêu Kiếm ra sức tự tiến cử. Nếu như hắn có thể đi ra phiên dịch, liền có thể từ công đức xà mỹ nhân trong bụng đi ra canh chừng. Không cần, ta chép viết hắn có chỗ dùng khác, Tống Thư Hàng đạo. Xích Tiêu Kiếm, phối hợp ta một chút a, lão Tống, đừng như thế đâm tâm a.
Tống Thư Hàng chép xong cả bản bí tịch phía sau hít sâu một hơi. Hắn hái đi bao tay, đưa tay đặt tại bí tịch bên trên. Hy vọng có thể xem xét điểm tình báo hữu dụng đi ra, nếu như không được, muốn đi nghĩ biện pháp tiếp xúc Quy Đại Sư bí tịch, rất phiền phức. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Xem xét bí pháp phát động, 88.888 cái thanh âm tại trong đầu hắn quanh quẩn. Phù văn màu vàng chảy ra, hóa thành nghịch hành đồng hồ, lại đem xem xét kết quả mang về. Đồng thời Tống Thư Hàng trên cánh tay, có chất lỏng phun ra, lại bị hút trở về, một giọt đều không lãng phí. Nhân loại như thế nào tại thú giới sinh hoạt tốt hơn 300 cái rượu chiêu bá Tống Huyền Thánh bản chép tay, toàn thế giới chỉ lần này một bản, có được phi phàm kỷ niệm ý nghĩa. Tống Thư Hàng. Cũng may, giám định kết quả còn có cái khác tin tức. Bí tịch này chính là, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà, tổ chức truyền thừa bảo điển. Này liên minh là, Tống Tất, tại thú giới lặng lẽ thành lập tổ chức. Bảo điển thượng ghi lại 300 loại làm cho nhân loại tại thú giới có thể càng rất hơn tích trữ tới rượu chiêu, là thú giới nhân loại tin mừng. Tống Thư Hàng. Không sai, Tống Tất, tuyệt đối là Tống đầu gỗ tên kia. Trừ cái đó ra, trong bí tịch ẩn giấu đi một cái, Tống Tất, bí mật nhỏ. Phối hợp, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà, tổ truyền công pháp, sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Chương 1232. Bán buôn nhân vật chính xáo lộ. Giận quảng. Gần nhất xem xét bí pháp có phải hay không có chút quá nghịch ngợm rồi. Xem xét những vật khác lúc, vẫn còn bình thường. Nhưng một khi xem xét đến liên quan tới Tống đầu gỗ tin tức lúc, xem xét kết quả là biến rất ác liệt. Lại là quyền hạn không đủ, lại là tuổi tác không đủ. Thở dài, Tống Thư Hàng ngừng xem xét bí pháp. Coi như muốn lại cưỡng ép xem xét, cũng xem xét không ra kết quả hắn muốn. Hắn lấy xem xét bí pháp cung cấp manh mối, nhân loại liên minh bí tịch phối hợp với thiện tu luyện công pháp, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Tống Thư Hàng nói khẽ. Vấn đề lại trở về khởi điểm. Hắn muốn thế nào đạt được thiện tu luyện công pháp? Muốn quang minh chính đại đạt được công pháp, như vậy thì đến cân nhắc muốn hay không gia nhập. Toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà tổ chức. Mà lại, coi như thành công đạt được bộ công pháp kia, hắn cũng không dễ lập tức liền bắt đầu tu luyện. Hắn đã tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, muốn tu luyện thứ hai môn phụ trợ công pháp, nhất định phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ngoài ra còn có một điểm. Hắc mã phân bộ bên trong tất cả thành viên đều là đồng tu nhân loại như thế nào tại thú giới sinh hoạt tốt hơn 300 cái rượu chiêu cùng thần thú diệt thế đại pháp. Nếu như hai cái này đồng tu, liền có thể phát hiện cất giấu trong đó huyền bí, hắc mã phân bộ thành viên chẳng lẽ một cái cũng không phát hiện. Công đức xà Mỹ Nhân lẳng lặng ở tại Tống Thư Hàng bên người, từ khi nàng dưới chân phì kình đem, lông trắng, nuốt vào phía sau nàng liền không có trở lại Tống Thư Hàng thân thể. Dù sao đáng thương lông trắng là sống lấy sinh vật, không cách nào giống như xích tiêu kiếm, bị đưa vào Tống Thư Hàng thân thể. Đột nhiên, công đức xà Mỹ Nhân khẽ động, nhìn về phía nơi cửa. Nơi đó có hai bóng người tại ở gần. Một vị là phân bộ trưởng đồ tây đen nam tử, một vị khác thì là Quy Đại Sư. Quy Đại Sư đã kết thúc diễn thuyết. Phân bộ trưởng cùng Quy Đại Sư không có đi thẳng đến Tống Thư Hàng gian phòng, mà là tới trước một bên cạnh phòng đi tìm Thiện. Tiểu Thiện, bá Tống đại nhân nghỉ ngơi sao? Phân bộ trưởng vào nhà phía sau dò hỏi. Thiện lắc đầu, ta vừa rồi tại minh tưởng củng cố cảnh giới, bá Tống tiền bối cũng không có kêu to ta. Dạng này a, không biết cái giờ này đi tìm bá Tống đại nhân, có thể hay không quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Nếu không, chúng ta sáng sớm ngày mai lại đến đi. Phân bộ trưởng đạo. Quy Đại Sư không có phản đối, nhẹ gật đầu. Phân bộ trưởng cùng Quy Đại Sư lại thận trọng rời đi Thiện gian phòng. Nhưng đi tới cửa thời điểm, phân bộ trưởng đột nhiên dừng lại. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thiện. Thiện, ngươi mới vừa nói tại minh tưởng củng cố cảnh giới. Phân bộ trưởng trừng to mắt hỏi. Hắc mã phân bộ cũng không có nhiều người, bộ trưởng trí nhớ lại đặc biệt bổng, trong bộ lạc thế hệ trẻ tuổi đều là hắn nhìn lấy lớn lên, những tiểu tử này hiện tại tu vi mấy phẩm, thậm chí là cái nào tiểu cảnh giới hắn đều nhất thanh nhị sở. Tại hắn nhớ bên trong, hiện tại hai tháng trước vừa đột phá đến, tị khiếu cảnh giới. Tiểu nha đầu thiên phú tu luyện, lại thêm hắc mã bộ lạc tài nguyên tu luyện cũng không phải quá nhiều. Dưới tình huống bình thường, Thiện muốn tu luyện tới tiếp theo cái khiếu huyệt ít nhất phải một năm trở lên, thậm chí hai năm, ba năm cũng không ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, nàng đột phá, mà lại đang củng cố cảnh giới. Đúng vậy,
bộ trưởng. Thiện gật đầu nói. Là bá Tống đại nhân nguyên nhân sao? Phân bộ trưởng lập tức lĩnh ngộ tới, đồng thời hắn nhẹ nhàng vừa sải bước đến Tiểu Thiện bên người, đưa tay khoác lên tay nàng mạch bên trên, xác định cảnh giới của nàng. Quả nhiên, Tiểu Thiện đã thành công mở, nhĩ khiếu. Mà lại, trong cơ thể nàng khí huyết chi lực rất phượng, không có để lại một tia tai họa ngầm. Nàng tấn thăng cũng không phải là cưỡng ép tăng lên cảnh giới, mà là nước chảy thành sông, khiếu huyệt tự khai. Đúng thế, Tiểu Thiện gật đầu nói. Phân bộ trưởng mừng rỡ trong lòng, hắn lưu lại bá Tống đại nhân tại phân bộ nghỉ ngơi thực sự quá chính xác. Tiểu Thiện nha đầu này, cũng là phúc duyên thâm hậu, hiểu được một môn ngoại ngữ, liền được bá Tống đại nhân cơ duyên. Nếu là ta cũng nhiều nắm giữ một môn ngoại ngữ thì tốt biết bao. Phân bộ trưởng thầm nghĩ trong lòng. Bá Tống huyền thánh hình tượng ở trong mắt hắn biến càng cao hơn lớn hơn. Về sau, phân bộ trưởng cùng Quy đại sư không có đi quấy rầy Tống Thư Hàng. Bọn hắn cũng tại phụ cận bên cạnh phòng lựa chọn nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị chờ sáng sớm ngày mai lại bái phỏng bá Tống huyền thánh. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc dâng lên. Phân bộ trưởng mở to mắt, nhìn thấy bản thân còn nằm ở bên phòng trên giường, trong lòng không khỏi một trận thất lạc. Hắn còn tưởng rằng có thể giống tối hôm qua đồng dạng, vừa mở mắt lúc toàn phân bộ người đều tại bá Tống tiền bối nơi ở ngồi hàng, công lực đại tăng đây. Phân bộ trưởng đẩy cửa đi ra ngoài. Phát hiện Quy đại sư sớm đã tại bọn họ khẩu chờ lấy. Quy đại sư sớm, đại sư hôm qua ngủ an ổn sao? Phân bộ trưởng đạo. Ngươi tỉnh rồi, Quy đại sư mỉm cười nói, lão phu hôm qua một đêm đều ngủ không đến, liền đợi đến ngươi tỉnh lại. Phân bộ trưởng, Quy đại sư cũng quá nóng lòng đi. Hai người tới trước đến Tiểu Thiện ở lại bên cạnh phòng. Thiện cô nương cũng mới vừa tỉnh lại. Cùng phân bộ trưởng đồng dạng. Nàng tỉnh lại phát hiện mình còn ở tại trên giường mình lúc, trong lòng một trận thất lạc. Thiện, bá Tống đại nhân tỉnh chưa? Phân bộ trưởng hỏi. Tiểu Thiện lắc đầu. Vậy ngươi cùng chúng ta cùng đi gặp bá Tống tiền bối đi. Phân bộ trưởng cười nói. Bọn hắn cùng bá Tống huyền thánh ngôn ngữ không thông, cần phiên dịch. Trên thực tế, Tống Thư Hàng cũng một mực đang chờ phân bộ trưởng cùng Quy đại sư đến. Chỉ có cùng hai vị này tiếp xúc, hắn có thể tìm tới cơ hội. Đạt được hắn muốn thần thú diệt thế đại pháp. Trong quá trình chờ đợi, hắn một mực đang thông qua công đức chi nhãn chú ý bích thủy các hình ảnh. Kiếp tiên cuộc chiến còn đang tiến hành. Lấy kiếp tiên lực bền bỉ, tranh tài cái 10 năm 8 năm đều không phải là vấn đề. Cũng không biết Sở các chủ lúc nào mới có thể kết thúc trận chiến đấu này. Mặt khác, cũng không biết Thông Nương, tiểu thải tâm ma kiếp thế nào. Trong cơ thể hắn Diệp Tư còn tại tâm ma trong trạng thái không có khôi phục. Lúc này, cổng truyền đến phân bộ trưởng tiếng đập cửa. Thiện cô nương lên tiếng nói, bá Tống tiền bối, ngài tỉnh chưa? Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, thể nội, thánh ấn, bắt đầu cho chủ nhân độ thượng từng tầng, huyền thánh uy nghiêm. Công đức xà mỹ nhân nghiêm túc kèm ở phía sau hắn. Vào đi, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Cửa phòng mở ra. Quy đại sư lặng lẽ ngắm nhìn trong phòng, bá Tống huyền thánh. Cùng ban đầu ở, nhân tiền hiển thánh, trong hình ảnh nhìn thấy đồng dạng, bá Tống huyền thánh bề ngoài là thiếu niên lang bộ dáng, diện mục tính toán thanh tú, hai đầu lông mày tự mang hiền hòa. Chỉ cần nhìn hắn chằm chằm một chút, trong đầu liền sẽ tự chủ hiển hiện hắn thánh danh bá Tống huyền thánh. Vậy mà thật là vị này thiên niên đệ nhất thánh. Vãn bối Quy huyền tử gặp qua bá Tống tiền bối, Quy đại sư cung kính nói. Không cần thiện cô nương phiên dịch, Quy đại sư cũng tinh thông ngoại ngữ. Mặc dù hắn giảng gập ghềnh, bất quá trên tổng thể thuộc về có thể nghe hiểu phạm vi. Phân bộ trưởng âm thầm ngắm nhìn Quy đại sư nhật lý, kể từ đó, người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có hắn không cách nào cùng bá Tống huyền thánh trực tiếp giao lưu. Luôn cảm giác lập tức bị bài xích đến vòng quan hệ bên ngoài cảm giác. Các ngươi tìm ta, có chuyện gì? Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Vãn bối nghe nói bá Tống tiền bối ở đây làm khách, đặc biệt đến đây bái kiến. Quy đại sư đưa tay hành lễ. Tống Thư Hàng mỉm cười gật đầu. Vị này Quy đại sư tối hôm qua ở ngoài cửa lo lắng đợi một đêm, như vậy vội vã muốn gặp hắn, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Quy đại sư gặp bá Tống tiền bối cười không nói dáng vẻ, mặt mo ửng đỏ. Lấy bá Tống tiền bối tu vi, hắn tại phụ cận nhất cử nhất động khẳng định không thể gạt được đối phương. Quy đại sư mặt dạn mày dày, nói, bá Tống tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn chuyển cáo cho tiền bối. Gần nhất, thú giới liên tiếp phát sinh một số quỷ dị quái sự, thường thường có thú tu,
tu sĩ nhân tộc đột nhiên lâm vào tà đạo, hóa thân thành tà ma. Liền ngay cả vãn bối trước khi đến, Hắc Mã bộ lạc, quá trình bên trong, cũng gặp được cùng một chỗ tu sĩ rơi vào tà đạo sự. Tống Thư Hàng nghe vậy, khẽ chau mày. Rơi vào tà đạo, hóa thành tà ma. Sáo lộ này tốt quen tai. Rơi vào tà đạo chính là vãn bối một vị đồng bạn, rõ ràng đi đường lúc hắn đều không có bất kỳ cái gì dị trạng. Nhưng ngay tại tối hôm qua thời điểm, trên người hắn đột nhiên hiện lên đại lượng cửu u tà khí, bắt đầu tà ma hóa. Vãn bối thật vất vả đem hắn chế phục, đem hắn phong ấn. Quy đại sư chậm rãi nói. Hắn đem đồng bạn phong ấn phía sau liền lập tức liên hệ, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà, tổng bộ, thỉnh cầu phái cao thủ tới cứu chữa đồng bạn. Chỉ là tổng bộ cao thủ tới cần thời gian, không biết hắn phong ấn có thể hay không chống đỡ được. Mà may mắn là, hắn tại Hắc Mã bộ lạc vậy mà gặp được một vị huyền thánh ở chỗ này làm khách. Tống Thư Hàng, tại hắn tà ma hóa trước đó, có hay không tiếp xúc đặc thù vật? Tỷ như, xinh đẹp chiếc nhẫn, hoặc là cái khác đồ trang sức loại hình. Cũng có thể là những vật khác, tỷ như tiểu xảo vũ khí thần binh loại hình. Quy đại sư cau mày suy tư một lát, đột nhiên nhãn tình sáng lên, trước khi đến Hắc Mã bộ trước đó, vãn bối cái vị kia đồng bạn nhặt được một thanh kiếm gãy, hắn cho rằng cái kia kiếm gãy là bảo bối, liền đem hắn mang theo trên người. Cái kia kiếm gãy vẫn còn chứ? Tống Thư Hàng hỏi. Quy đại sư lắc đầu, ta không có chú ý việc này. Lúc này, bên người phân bộ trưởng đột nhiên nhảy dựng lên, bô bô nói một trận. Vừa rồi Tống Thư Hàng cùng Quy đại sư tại trao đổi thời điểm, phân bộ trưởng một mực lôi kéo Tiểu Thiện, để cho nàng cho mình phiên dịch. Thế nào? Tống Thư Hàng xoay đầu lại hỏi. Tiểu Thiện phiên dịch nói, bộ trưởng nói hắn cũng phía trước vài ngày nhặt được một thanh đao gãy, hiện tại còn bị hắn ném ở trong hòm báu. Người cái kia đao gãy, nhưng có dị dạng? Tống Thư Hàng hỏi. Tiểu Thiện lại chuyển cho bộ trưởng phiên dịch. Bộ trưởng gật đầu, thông qua Tiểu Thiện phiên dịch nói, từ khi nhặt được đao kia phía sau ta thường thường hội nghe được một thanh âm. Cái thanh âm kia đang hỏi ta, ngươi muốn lực lượng sao? Ngươi muốn trở thành thế giới nhân vật chính sao? Ta cảm giác cái này đao gãy có chút tà môn, tại là ta trả lời hắn, không cần, lăn. Sau đó, đao kia vẫn không có tái phát tiếng, nhưng ta cảm giác hắn là cái bảo bối, liền đem hắn nhặt tới, phóng tới ta trong hòm báu. Ngươi đi đem hắn mang tới cho ta xem một chút, cẩn thận không nên bị mê hoặc. Tống Thư Hàng trong lòng có thể khẳng định. Cái đồ chơi này chính là cửu u thế giới một vị khác chúa tể dở trò quỷ. Tại bộ trưởng đi lấy đao thời điểm, Tống Thư Hàng lại nhìn phía Quy đại sư. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Quy đạo hữu, ngươi tại tu luyện liên minh bí tịch cùng thần thú diệt thế đại pháp lúc, có cảm giác hay không đến dị dạng? Chương 1233, 10 năm tam phẩm 40 năm tứ phẩm 100 năm ngũ phẩm muốn hay không? Quy đại sư, dị dạng. Ta cũng không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Tống Thư Hàng lại nhìn phía Thiện. Thiện suy nghĩ, hỏi ngược lại, bá Tống tiền bối, ngài chỉ là phương diện nào dị dạng? Tỷ như, người tại đồng thời tu luyện liên minh bí tịch cùng thần thú diệt thế đại pháp lúc, có thấy hay không hoặc là cảm ứng được một số vật kỳ quái? Tống Thư Hàng hỏi. Thiện lắc đầu. Kỳ quái, xem xét bí pháp nhắc nhở là đem bí tịch cùng công pháp cùng một chỗ tu luyện liền sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Quy đại sư cùng Tiểu Thiện nhưng căn bản không có phát giác bất kỳ dị dạng. Tống Thư Hàng rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ cũng cùng, toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà, tổ chức bí tịch đồng dạng, nhất định phải dùng phương thức đặc thù đi tu luyện, mới có thể lĩnh ngộ ra mật văn đến. Có lẽ hắn lại muốn cân nhắc đi mượn Diệt Phượng tiền bối CPU. Nhưng Diệt Phượng tiền bối bây giờ còn đang nổi nóng, muốn mượn CPU cũng không dễ dàng. Lúc này, Thiện cô nương lại bổ sung, bất quá, bá Tống tiền bối, ta tại tu luyện thần thú diệt thế đại pháp lúc, cũng sẽ chỉ chuyên tâm tu luyện công pháp. Mà tại học tập liên minh bí tịch lúc, cũng chỉ hội chuyên tâm học tập bí tịch. Hai cái đồng thời tu luyện thật không có thử qua. Tống Thư Hàng nghe vậy, nói, vậy ngươi thử một chút. Thiện lắc đầu, không được, ta hiện tại còn làm không được nhất tâm lưỡng dụng. Nàng hiện tại vẫn chỉ là nhất phẩm cảnh giới, thần thú diệt thế đại pháp tầng thứ nhất là tôi thể pháp. Cần phối hợp một bộ quyền pháp thôi động. Muốn đồng thời sử dụng quyền pháp cộng liên minh bí tịch, nàng phân thân thiếu phương pháp. Quy đại sư hỏi, bá Tống đại nhân, ngài đối với chúng ta công pháp và bí tịch có chỗ nghiên cứu. Việc quan hệ nhà mình công pháp truyền thừa, quy đại sư trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra một loại cảnh giác. Nếu như ngay cả điểm ấy cảnh giác cũng không có,
thần thú diệt thế đại pháp đã sớm trở thành nát đường cái công pháp. Tống Thư Hàng lắc đầu, công pháp của các ngươi cùng bí tịch, ta đều là hôm qua mới biết được. Liên minh chúng ta bí tịch vẫn là hôm qua ta phiên dịch cho bá Tống tiền bối. Thiện nói bổ sung, Quy đại sư trong lòng thoáng đã thả lỏng một chút. Hắn ngẩng đầu, đang chuẩn bị lại nói cái gì. Đúng lúc này, Quy đại sư ánh mắt cùng Tống Thư Hàng phía sau công đức xà mỹ nhân hai con ngươi đối đầu. Công đức xà mỹ nhân hai mắt lập lòe tỏa sáng, chính là Xá Lợi Tử biến thành. Quy đại sư nhìn qua đôi mắt này, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó đại từ bi, đại trí tuệ, đại công đức. Không khỏi, liền tâm tư của hắn đều biến từ bi, lòng dạ biến vô cùng rộng lớn, phảng phất có thể chứa đựng hạ toàn bộ thế giới. Bá Tống đại nhân, có lẽ vãn bối có thể thử một chút, biểu thị một lần cho ngài quan sát. Quy đại sư vỗ bộ ngực của mình, đột nhiên tự đề cử mình, muốn nếm thử đem bí tịch cùng công pháp đồng tu. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nhìn qua Quy đại sư, không rõ đối phương vì cái gì thái độ đại biến. Bất quá, đối phương chủ động đưa ra phải phối hợp, Tống Thư Hàng có lý nào lại từ chối. Vậy phiền phức Quy đạo hữu, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Quy đại sư lấy xuống bản thân mai rùa, đem hắn ném qua một bên. Hắn mai rùa chính là nặng nề linh thú mai rùa, đeo tại trên lưng hẳn là tượng trưng một loại thân phận. Sau đó, Quy đại sư hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển thần thú diệt thế đại pháp. Hắn là tứ phẩm tu vi, có thể một bên vận chuyển thần thú diệt thế đại pháp công pháp, vừa bắt đầu sử dụng liên minh bí tịch. Mà lại thân là truyền công trưởng lão, cả bản liên minh bí tịch hắn có thể đọc ngược như chảy. Khi Quy đại sư vận chuyển công pháp thời điểm, đột nhiên cảm giác được một loại có chút cộng minh. Hắn không khỏi ngẩng đầu hướng bá Tống Huyền Thánh vị trí nhìn lại, cộng minh đối tượng chính là bá Tống Huyền Thánh. Quy đạo hữu không cần kinh ngạc. Tống Thư Hàng mỉm cười, ta tu luyện công pháp cùng các đạo hữu công pháp một mạch tương thừa, giữa hai bên tương hỗ xứng đôi. Hội sinh ra một chút cộng minh là hiện tượng bình thường. Thì ra là thế, Quy đại sư gật đầu nói. Sau đó, hắn một bên duy trì lấy công pháp vận chuyển, một bên khác bắt đầu thi triển liên minh bí tịch. Cùng yêu tinh liên minh bí tịch khác biệt, nhân loại liên minh bí tịch động tác tương đối ít, phần lớn đều là một số, diễn thuyết, tính chất diệu chiêu. Đương nhiên, trong đó cũng có ca hát khiêu vũ loại hình. Quy đại sư từ tiếp khách thuật bắt đầu, sau đó là khẩu tài biện thuật, thiết lập quan hệ ngoại giao pháp, tiếp theo là hữu nghị chi vũ. Tống Thư Hàng chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn. Nói thật, Quy đại sư dáng múa rất cay con mắt. Đây cũng là hắn tại giảng giải lúc rất ít bản thân đi biểu diễn vũ đạo, mà là để cho mình đệ tử làm thay nguyên nhân. Một chuyến tu luyện xuống tới, Quy đại sư trên người cũng không có bất kỳ khác thường gì. Tống Thư Hàng cũng nhìn không ra bất luận cái gì trò. Có lẽ là ta mở ra phương thức còn không đúng, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì không phải, dạy học, Quy đại sư tăng tốc thi thuật tiết tấu. Động tác biến càng lúc càng nhanh, diễn thuyết tính chất diệu pháp đều nhanh biến thành cao tốc nói hát. 300 cái diệu chiêu rất nhanh từ đầu tới đuôi biểu thị hoàn tất. Bá Tống tiền bối, có phát hiện cái gì không? Quy đại sư thở hổn hển nói. Tống Thư Hàng lắc đầu, chính ngươi có cảm ứng được biến hóa gì không? Quy đại sư lắc đầu. Tống Thư Hàng dựa vào ghế. Mở ra phương thức không đúng. Tống đầu gỗ tên kia, liền không thể lại nhiều cho điểm nhắc nhở sao. Lúc này, đen mã bộ trưởng lại chạy nhanh trở về. Bá Tống đại nhân, ta đem đao gãy mang tới. Phân bộ trưởng sắc mặt có chút tái nhợt, đẩy cửa vào. Ngươi không sao chứ? Quy đại sư nhìn qua phân bộ trưởng. Cái này đao, lão tà môn, phân bộ trưởng đem đao gãy buông xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta vừa rồi đem hắn một lần nữa từ trong hòm báu lấy ra lúc, hắn liền lộ vẻ rất hưng phấn, còn tưởng rằng ta rốt cục hồi tâm chuyển ý, trên đường đi không ngừng kích thích ta, hỏi ta muốn hay không lực lượng, muốn hay không quyền lực. Thậm chí còn dùng dụ hoặc loại năng lực kích thích tinh thần của ta, cũng may ta ý chí kiên định, không nhận hắn dụ hoặc. Thiện cô nương thật nhanh đem lời nói phiên dịch cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, trực tiếp đưa tay ấn về phía chuôi này đao gãy. So với ở địa cầu xuất hiện qua, chiếc nhẫn, đồ trang sức, loại hình nhân vật chính thiết yếu đạo cụ, lần này tại thú giới xuất hiện cái này đao gãy, chế tác muốn càng thêm hoàn thiện. Từ mặt ngoài nhìn, căn bản cảm ứng không ra bất kỳ cửu u tà năng, hương vị. Cái này đao gãy phảng phất như là một thanh chân chính cổ đại thần binh, tràn đầy viễn cổ thời đại hương vị. Bá Tống tiền bối chú ý an toàn. Cái này đao rất tà môn. Quy đại sư đạo.
Yên tâm đi, ta không phải lần đầu tiên cùng loại vật này liên hệ. Tống Thư Hàng đảo. Hắn đưa tay đặt tại đao gãy thượng lúc, lập tức có một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Người trẻ tuổi, người muốn lực lượng sao? Cái thanh âm này, hư ảo phiêu miểu, giống như gần lại xa, tự nam tự nữ, giống như lão giống như ít, nghe quỷ dị vô cùng. Mà lại, trong thanh âm này mang theo dụ hoặc, để cho người ta vừa nghe đến, liền tâm động. Người khát vọng đem chính mình địch nhân đè xuống đất ma sát sao? Người khát vọng trở thành thiên tài, thụ vạn chúng chú mục sao? Người muốn trở thành thời đại này chủ nhân sao? Tới đi, nắm chặt chuôi đao, tiếp nhận lực lượng của ta đi. 10 năm tam phẩm, 40 năm tứ phẩm, 100 năm ngũ phẩm. Người còn đang chờ cái gì? Trở thành trên vạn người đi, trở thành đỉnh phong đi. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, trong lòng trả lời, 10 năm tam phẩm, 40 năm mới có thể tứ phẩm, tiếp qua 100 năm mới có hy vọng ngũ phẩm. Nhược bảo, đao gãy bên trong, cái thanh âm kia vốn còn muốn tiếp tục mê hoặc Tống Thư Hàng, nhưng đột nhiên tạm ngừng. Cái này phiêu miểu thanh âm là một loại pháp thuật hiệu quả, không có thần trí. Bất quá có thể thông qua dụ hoặc mở ra mọi người tâm phòng, thi triển mọi người chủ động tiếp nhận lực lượng của nó. Mà bây giờ, hắn cảm nhận được một loại thật sâu khinh bỉ. Tổng cộng chỉ cần 150 năm liền có thể tấn thăng ngũ phẩm, dạng này thật nhanh tấn cấp tốc độ còn bị người khinh bỉ. Thế đạo này đến cùng là thế nào? Một điểm marketing thủ đoạn đều không có, cũng không cảm thấy ngại đi ra ngoài dụ dỗ người. Tống Thư Hàng sau lưng, công đức xà mỹ nhân nắm vô hình đao cổ, trực tiếp chém về phía đao gãy. Đốt! Đao gãy bị chém thành hai đoạn, sau một khắc, cuồng bạo cửu u tà năng từ đao gãy bên trong dâng trào đi ra. Cẩn thận, Quy đại sư trong lòng giật mình, hắn đưa tay bắt lấy phân bộ trưởng Hiền Hòa, nhanh chóng rút lui. Bất quá cái kia cuồng bạo cửu u tà năng còn chưa kịp tới Dương Oai, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bọn chúng xuất hiện nhanh, biến mất càng nhanh. Tống Thư Hàng ngón tay rút về, hàng trăm cây hoa sen sợi dễ tại, công đức xà mỹ nhân, quang mang dưới sự che chở, thu hồi đến trong cơ thể hắn. Thể nội hạch tâm thế giới, lại nhiều một phần năng lượng dự trữ. Đây là vì lần tiếp theo xây dựng thêm chủ bị tài chính. Lần này, cũng không có gây nên vị kia cửu u chúa tể chú ý. Giải quyết, Quy đại sư một mặt mê mang. Vừa rồi cái kia đáng sợ, cuồng bạo cửu u tà năng, toàn bộ biến mất không thấy. Nếu như không phải trên mặt bàn chuôi này đao gãy hài cốt, hắn đều muốn coi là hết thảy đều là ảo giác. Làm xong, lần này thủ đoạn của đối phương so với ta tưởng tượng yếu nhược một số. Xử lý cũng tương đối dễ dàng, Tống Thư Hàng nói khẽ. Hắn đưa tay nắm lên đao gãy hài cốt, chỉ là rất phổ thông đồng thau tạo thành, bất quá bởi vì bị cửu u tà năng xâm vệ qua nguyên nhân, chất liệu thượng có lẽ có một chút dị biến. Tống Thư Hàng thu hồi đao gãy hài cốt, đứng lên nói, Quy đạo hữu, mang ta tiến về ngươi phòng ấn đồng bạn chỗ đi. Quy đại sư vừa rồi như thế phối hợp biểu thị bí tịch cùng công pháp, để báo đáp lại, Tống Thư Hàng cũng không để ý thuận tay thay hắn giải trừ một chút trên người đồng bạn cửu u tà năng. Tạ ơn bá Tống tiền bối. Quy đại sư cảm kích nói. Quy đại sư ở phía trước dẫn đường, Tống Thư Hàng ngự đao phi hành theo sau lưng. Phân bộ trưởng mặt dạn mày dày đuổi theo, đồng thời còn mang tới thông dịch viên tiểu thiện cô nương. Khó trách Quy đại sư tối hôm qua không có theo thời gian ước định đuổi tới Hắc Mã phân bộ, nguyên lai là bởi vì ngài đồng bạn xảy ra vấn đề nguyên nhân a. Phân bộ trưởng đạo. Quy đại sư nhẹ gật đầu. Phòng ấn chi địa là một mảnh rừng cây. Ven rừng có ba vị cõng mai rùa tuổi trẻ nam tử lưu thủ, bọn hắn là Quy đại sư đồng bạn đệ tử. Đại sư, ngài rốt cục đã về rồi, tổ chức phái tới cao thủ giải cứu sư phụ sao? Trong đó một vị nam tử trông đợi nói. Tổ chức cao thủ còn tại trên đường chạy tới, bất quá ta mang đến bá Tống tiền bối. Có hắn xuất thủ, sư phụ ngươi nhất định sẽ bình an vô sự. Quy đại sư an ủi. Trong rừng, có 6 cây cổ thụ bị khắc lên trận pháp, hóa thành phòng ấn đại trận bộ phận. Cổ thụ trung ương, có một cái to lớn mai rùa trấn áp Quy đại sư cái kia tà ma hóa đồng bạn. Quy đại sư đồng bạn tà ma hóa càng thêm nghiêm trọng, trên người cửu u khí tức càng thêm nồng đậm. Tống Thư Hàng trực tiếp tới gần phong ấn, công đức xà mỹ nhân hộ thân, xua đuổi cửu u khí tức. Chương 1234, đạo tử lễ vật hôi thối cung điện. Công đức xà mỹ nhân đem Tống Thư Hàng bao quanh bao khỏa, đem tất cả cửu u khí tức bài xích. Các ngươi đều lui ra phía sau, để tránh bị liên quan đến. Tống Thư Hàng nói khẽ,
Một hồi hắn muốn thôi phát hoa sen sợi dễ hấp thu, cửu u tà năng, tốt nhất đừng bị người nhìn thẳng. Quy đại sư mang theo đồng bạn mấy vị đệ tử cùng phân bộ trưởng Hiền Hòa, lui về phía sau một chút khoảng cách. Tống Thư Hàng trên người công đức chi quang tăng vọt, hoa sen sợi dễ hiển hiện, đâm vào đến vị kia tà ma hóa tu sĩ trên người. Nhìn như khổng lồ cửu u tà năng rất nhanh liền bị rút khô. Tà năng khối lượng, so với trên địa cầu mấy cái kia bị tà ma hóa người muốn thấp rất nhiều. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trên địa cầu bị tà ma hóa chính là người bình thường, nhưng từ trên người bọn họ quất ra cửu u tà năng khối lượng cao hơn. Cả hai so sánh, một cái là tinh phẩm đại sư tác phẩm, một cái khác thì là dây chuyền sản xuất cơ giới sinh ra công cụ. Tà năng bị rút khô phía sau vị kia tà ma hóa tu sĩ lâm vào hôn mê, không nhúc nhích. Tống Thư Hàng thu hồi công đức chi quang, quay đầu nói Thành, còn tốt hắn còn không có hoàn toàn bị chuyển hóa làm tà ma, nếu không liền xem như ta cũng bất lực. Quy đại sư phong ấn rất kịp thời, thật to chậm lại hắn đồng bạn tà ma hóa tốc độ. Kể từ đó, trên người đối phương tất cả cửu u tà năng bị nhổ tận gốc phía sau liền có thể khôi phục bình thường. Tạ ơn bá Tống đại nhân, Quy đại sư cảm kích nói. Tống Thư Hàng nhắc nhở, tiếp xuống hắn sẽ có đoạn suy yếu kỳ, nhiều bồi bổ liền có thể khôi phục. Mặt khác, thân thể phương diện bởi vì nhận cửu u tà năng xâm phệ lưu lại một chút tai họa ngầm, tốt nhất lại tìm cái dược tu trị liệu một phen, tránh cho lưu lại di hoạn. Quy đại sư liên tục gật đầu, hắn giải khai bản thân bầy phong ấn, tinh tế kiểm tra đồng bạn của mình. Quả nhiên, trước đó như giòi trong xương cửu u tà năng, toàn bộ biến mất. Bá Tống huyền thánh thủ đoạn, thật sự là cao thâm mặt chắc. Lúc này, cái kia ba vị cõng mai rùa nam tử hâm mộ nhìn qua Tống Thư Hàng. Đây chính là thiên niên đệ nhất thánh, Bá Tống huyền thánh. Thực lực thật là mạnh mẽ. Bọn hắn căn bản là không có cách giải quyết vấn đề, Bá Tống huyền thánh chỉ cần vừa ra tay, hai cái hô hấp không đến thời gian liền có thể đem giải quyết vấn đề. Ba vị nam tử trẻ tuổi trong lòng hiển hiện một loại chờ đợi cùng mục tiêu. Chỉ cần vất vả tu luyện, một ngày nào đó bản thân cũng có thể biến giống Bá Tống huyền thánh đồng dạng cường đại. Ý nghĩ này hiển hiện thời điểm, đột nhiên có một vị nam tử trẻ tuổi biến sắc. Trên cổ tay hắn, có một cái màu đồng cổ vòng tay có chút ba động. Ngươi muốn lực lượng sao? Ngươi muốn có được địch nổi người nam nhân trước mắt này thực lực sao? Ngươi muốn đem hết thảy thấy ngứa mắt địch nhân đều đè xuống đất ma sát sao? Thanh âm gì? Nam tử trẻ tuổi này đột nhiên lên tiếng nói. Mọi người ở đây đều quay đầu nhìn về hắn. Thế nào? Tống Thư Hàng hỏi. Thiện cô nương kịp thời phiên dịch. Hồi bá Tống tiền bối, ta nghe được một thanh âm, cái thanh âm này tại dụ hoặc lấy ta, hỏi ta muốn hay không lực lượng. Nam tử trẻ tuổi đạo. Quy đại sư cùng phân bộ trưởng lập tức kêu lên, trên người ngươi có hay không đau gãy, kiếm gãy loại hình đồ vật. Không có a, nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu nói. Ngươi gần nhất cùng sư phụ ngươi cùng một chỗ lúc, có hay không nhặt được cái gì kỳ quái bảo vật? Quy đại sư lại dò hỏi. Nhặt được bảo vật gì? Đúng, ta lần trước trên đường nhặt được cái này vòng tay, nhìn qua rất xinh đẹp, ta liền nhặt tới mang lên trên. Nam tử trẻ tuổi vươn tay ra, đưa tay vòng tay lấy xuống. Quả nhiên, lại là cùng đao gãy kiếm gãy là một cái hệ liệt đồ vật, vòng tay bên trong ẩn giấu đi cửu u tà năng. Tống Thư Hàng tiếp nhận cái này vòng tay, thứ này so với đao gãy cùng kiếm gãy đến còn tinh xảo hơn một số. Bất quá bên trong lời kịch cùng đao gãy đồng dạng, đều là cái kia một bộ từ. Tống Thư Hàng, liền không thể đổi điểm trò mới sao. Hắn lại đối Quy đại sư bọn người nói, thứ này cùng đao gãy là đồng dạng đồ vật, mang theo dụ hoặc lực lượng. Hội chui vào mọi người tâm linh chỗ trống, làm cho người rơi vì tà ma. Không bằng giao cho ta xử lý như thế nào. Quy đại sư liên tục gật đầu. Nam tử trẻ tuổi nghe được tay này vòng tay cùng đem hắn sư phụ rơi vì tà ma đồ vật là một cái hệ liệt đồ chơi, giật nảy mình. Tống Thư Hàng không có lập tức phá hư tay này vòng tay, hắn chuẩn bị đem cái đồ chơi này mang về, cửu châu nhất hào quần, các vị tiền bối nhất định sẽ đối thứ này cảm thấy hứng thú. Lại nói. Trong vòng một ngày liền gặp được ba lần, cửu u tà ma vật phẩm, có chút quá thường xuyên a. Thú giới đến cùng có bao nhiêu loại đồ chơi này? Cửu u vị chúa tể kia, là muốn đem chọn cái thú giới người đều hóa thành tà ma. Có phải hay không là nhận, biến thiên, ảnh hưởng? Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Cửu u chúa tể đối ứng, thiên đạo, đương kim thiên đạo sắp về hưu, cho nên. Cửu u chúa tể mới có thể điên cuồng như vậy hành động. Quy đạo hữu.
Các người tốt nhất thông báo một chút, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà, tất cả liên minh thành viên, đem chuyện này báo cáo một chút. Ta hoài nghi, thú giới nói không chừng sẽ xuất hiện đại lượng tương tự vật phẩm, sẽ đem người dẫn dắt đến rơi xuống vì cửu u tà ma. Tống Thư Hàng đạo. Quy đại sư liên tục gật đầu, hắn đồng dạng cảm giác trong lòng bất an, nghe được Tống Thư Hàng đề nghị phía sau lập tức liền lợi dụng trong liên minh phương thức liên lạc, đem chuyện nào báo cáo. Quy đại sư vừa đem sự tình báo cáo, rất nhanh hắn liền được đáp lại. Đáng chết, Quy đại sư đạo. Tống Thư Hàng, đã có cái khác người bị hại. Từ hôm qua ta đem đồng bản tình huống báo cáo cho liên minh thỉnh cầu trợ giúp khi đó lên, ngắn ngủi trong vòng một ngày, trong liên minh liền nhận được gần hơn 200 lên tương tự sự kiện. Đều là thành viên chẳng biết tại sao rơi xuống vì cửu u tà ma. Trong đó có 8 thành trở lên thành viên đã triệt để rơi xuống, không cách nào nghịch chuyển. Quy đại sư cắn răng nói. Đồng thời trong lòng của hắn một trận hoảng sợ. Nếu không phải hôm nay may mắn gặp gỡ bá Tống Huyền Thánh, đồng bạn của hắn cũng sẽ trở thành cái kia 8 thành, bên trong một viên. Lại không khôi phục khả năng. Nhiều như vậy, Tống Thư Hàng cau mày. Đây vẫn chỉ là nhân loại liên minh nhận được tình báo nội bộ, khẳng định còn có càng nhiều thành viên bị lây bệnh, nhưng không có tới cùng báo cáo. Liên minh chúng ta tại thú giới cũng chỉ là một thế lực tầm trung. Nếu như thế lực khác cảm nhiễm tỷ lệ cũng kém không nhiều, một đêm thời gian thú giới người bị lây số lượng, chỉ sợ muốn lấy 10 vạn, làm đơn vị đến tính toán. Quy đại sư đạo, cửu u chúa tể phải có đại động tác. Đây là muốn làm sinh hóa nguy cơ hay sao? Bạch tiền bối có thể hay không trở lại tin tức? Tống Thư Hàng vội vàng trong đầu kêu gọi. Bạch tiền bối lần này không có trả lời hắn. Luôn cảm giác không tốt lắm, Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm. Bích thủy các bị cưỡng ép na di tới, Tống Thư Hàng hoài nghi thú giới cái kia thế lực muốn thử đổ lấy, nguyên sơ thiên đình, làm trung tâm, trùng kiến thiên đình. Khuya ngày hôm trước đem hắn kéo vào mộng cảnh cái vị kia uống rượu lông chồn áo ngoài nam tử cùng tượng nha quái tiên sư, đều có thể nhúng tay bích thủy các sự kiện. Hiện tại, cửu u chúa tể lại phải tại thú giới gây sự. Thú giới dược hoàn. Tương lai một đoạn thời gian, thú giới quá không an toàn, ta nghĩ trở lại địa cầu. Thiện chờ đợi nhìn qua Tống Thư Hàng, bá Tống tiền bối, người có thể trợ giúp một chút chúng ta sao? Nàng nghe được trong liên minh có nhiều người như vậy người bị cửu u cảm nhiễm phía sau lo lắng vạn phần. Tựa như là người chết chìm bắt lấy một cây rơm dạ, nàng trước tiên liền nghĩ đến hướng Tống Thư Hàng xin giúp đỡ. Bất quá xin giúp đỡ qua đi, nàng lại cảm thấy không ổn, cảm giác mình tại miễn cưỡng bá Tống tiền bối, liền ngượng ngùng cúi đầu. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiện đầu. Khoảng cách quá xa, ta không phải kiếp tiên, không cách nào làm đến chớp mắt vạn dặm. Bất quá, tiếp xuống ta lại ở, Hắc Mã phân bộ, lại ở lại một đoạn thời gian. Các ngươi liên minh người lây bệnh nếu như khoảng cách tương đối gần, bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến Hắc Mã phân bộ tới. Nếu như còn có thể cứu, ta sẽ ra tay tương trợ. Ngồi chờ, cửu u tà năng, đưa tới cửa chuyện tốt, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đạt được Tống Thư Hàng hồi phục phía sau Thiện mở thầm nghĩ. Bá Tống tiền bối, ngài thật là một cái tốt tiền bối. Tống Thư Hàng, Quy đại sư đồng dạng thật nhanh hướng liên minh đưa tin, đem cái này tin tức tốt gửi đi đi lên. Đồng thời, Quy đại sư để cho người ta chuẩn bị kỹ càng các loại vật liệu luyện khí bá Tống Huyền Thánh đáp ứng thay liên minh thương binh chữa trị cảm nhiễm, đây là bá Tống Huyền Thánh thiện ý. Bọn hắn nhân loại liên minh nhất định phải có chỗ biểu thị, không có khả năng thật sự tay không mang bệnh nhân tới. Cho linh thạch, lộ vẻ quá tục khí. Cho nên, tốt nhất chính là đem thù lao đổi thành vật liệu luyện khí loại tu luyện này giới đồng tiền mạnh. Tống Thư Hàng cũng sẽ không nghĩ đến, mình tới lúc tại thu hoạch một đợt, cửu u tà năng, đồng thời, còn có thể thu hoạch một đợt vật liệu luyện khí. Quy đại sư khiêng đồng bạn của hắn, đám người trở về Hắc Mã phân bộ. Quy đạo hữu, người cũng đã biết thú giới có hay không tiến về hiện thế thông đạo. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Thú giới cùng hiện thế ở giữa khẳng định có được thông đạo. Những thất bát phẩm kia thú tu mới có thể tiến nhập hiện thế. Quy đại sư lắc đầu, vãn bối thực lực không đủ, cho nên cho tới bây giờ không quan tâm qua phương diện này tin tức. Nếu như bá Tống tiền bối có cần, ta có thể hướng tổng trưởng hỏi thăm một chút, tổng trưởng hẳn là sẽ biết một số. Vậy liền phiền phức Quy đạo hữu. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Thú giới đại biến sắp đến, để phòng vạn nhất, hắn tốt nhất nắm giữ một đầu trở về hiện thế đường. Nếu như sở các chủ giải quyết bích thủy các sự, đến tìm hắn, dẫn hắn trở về hiện thế là lựa chọn tốt nhất. Nếu là có cái vạn nhất,
hắn nắm giữ lấy trở về con đường, cũng có thể mang Sở Các Chủ trở về hiện thế. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, tại trước mặt hắn có một cái không gian chi môn mở ra. Sở Các Chủ sao, nói đến là đến. Tiếc nuối là, từ không gian chi môn bên trong bước ra chính là một đầu nam nhân mau chân, mà không phải Sở Các Chủ cặp đùi đẹp. Không gian chi môn, kiếp tiên, Quy Đại Sư bọn người không khỏi kêu lên, thân hình dừng lại. Sau một khắc, một vị tóc tai bù xù nho sinh từ không gian chi môn bên trong chui ra. Tóc tai rối bời, nho sam không ngay ngắn, liền dày đều chỉ thừa một đầu. Chính là nho gia thánh nhân tọa hạ 13 kiếp tiên đứng đầu, đạo tử. Hắn vẫn như cũ trên mặt ngu dại chi sắc, nhìn qua Tống Thư Hàng. Ha ha, tìm tới ngươi, hắn cười láo lĩnh nói. Tống Thư Hàng một trận, tiền bối ngươi đang tìm ta. Mượn đồ vật, ta tìm ngươi mượn đồ vật, hắc hắc hắc. Đạo tử một trận cười ngây ngô. Đạo tử tiền bối, muốn mượn vật gì? Tống Thư Hàng hỏi. Nghe được, đạo tử, xưng hô thế này lúc, đạo tử có chút dừng lại. Bất quá hắn rất nhanh lại khôi phục cười ngây ngô, ta muốn mượn một bản kinh thư, ngươi cho ta cũng cho ngươi chỗ tốt. Kinh thư. Tống Thư Hàng lấy ra thánh nhân kinh văn, đạo tử muốn cũng chỉ có vật này. Hắc hắc hắc, đạo tử tiếp nhận kinh thư, ta cũng cho ngươi chỗ tốt, một cái xinh đẹp cung điện, lão hùng vĩ. Dứt lời, đạo tử đưa tay vạch một cái cung điện khổng lồ phá không mà ra, rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Cung điện rất xinh đẹp. Duy nhất mau bệnh chính là mang theo mùi hôi thối. Chương 1235, một thế này ta muốn đứng ở bầu trời phía trên. Cung điện này là, đạo tử tiền bối từ chỗ nào mò được. Bên trong mùi hôi thối đến từ viễn cổ, xuyên qua thời không mà đến, tràn đầy tuế nguyệt hương vị. Đây là cái gì cung điện? Tống Thư Hàng nhìn qua chỗ này cung điện hoa lệ, che lại cái mũi. Vừa dứt lời, trong lòng của hắn khẽ động. Đây là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Hắn tiếp xúc qua rất nhiều viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, cho nên cẩn thận quan trắc cung điện này lúc, lập tức theo nó phía trên cảm ứng được viễn cổ thiên đình mảnh vỡ khí tức. Nho ra, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, mùi hôi thối. Cái này không phải là Hằng Hỏa chân quân nhắc tới thú thần bộ hố rác a? Đạo tử duy trì cười ngây ngô, hừm, ta từ nho ra chuyển tới. Cái khác mảnh vỡ bọn hắn không cho ta chuyển, chỉ có cái này bọn hắn tùy ý ta dọn đi. Thứ này thật lớn. Ta chuyển hắn tới phí hết lớn tinh lực. Thật đúng là cái này, Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái. Mặt khác, đạo tử thực lực thật mạnh, phải biết Sở Các Chủ Bích Thủy Các, đều cần 4 tên thú tu kiếp tiên hợp lực, vẫn phải phối hợp phù văn trận pháp mới có thể chuyển di tới. Mà đạo tử lẻ loi một mình, tùy tiện liền mang theo to lớn như vậy cung điện xuyên qua thời không. Loại thủ đoạn này, tựa hồ đã không phải là kiếp tiên, đơn giản như vậy. Đạo tử sẽ không đã bước ra chính mình đạo, trở thành trường sinh giả đi. Kinh văn ta mượn trước đi, ta cũng không biết lúc nào có thể trả ngươi. Đạo tử vỗ vỗ Tống Thư Hàng, nhưng ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho ngươi. Cái trước hướng ta như thế cam đoan nho ra kiếp tiên, lưu ly thư sinh, cuối cùng lại đem ta linh quỷ làm mất rồi. Tống Thư Hàng trong lòng đậu đen rau muống đạo. Đồng thời, hắn nhớ tới một sự kiện. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đạo tử tiền bối, ngài trạng thái khôi phục rồi. Đạo tử lúc này hành vi xử sự, nhìn như điên, nhưng lại có trật tự. Hắn điên chứng khôi tốt. Kha 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 kha, đạo tử một chuỗi cười ngây ngô, ai biết được. Tiền bối, ngài mượn kinh thư là muốn làm cái gì sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đạo tử ngửa đầu, tựa hồ lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn vỗ tay một cái, ta muốn trở thành cái thứ hai thánh nhân. Ta muốn đứng ở bầu trời phía trên. Ta muốn vô địch khắp thiên hạ, trấn áp một thế, giống như năm đó thánh nhân. Sau đó, ta muốn trả thù toàn bộ thế giới, kha 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 kha. Đạo tử nói xong lại nổi điên đồng dạng tại Tống Thư Hàng bên người chạy tới chạy lui, xoay tròn, nhảy nhót, dừng, có đôi khi sẽ còn biểu diễn thẳng tắp thượng thiên gia tốc rơi xuống. Hắn bệnh điên xem ra còn không có hoàn toàn khôi phục. Chạy một hồi phía sau hắn lại chạy về Tống Thư Hàng bên người, tiểu đạo hữu, người có muốn hay không trở thành đệ tử của ta? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Ta muốn giống như thánh nhân, dạy dỗ chí ít 13 cái kiếp tiên đệ tử đi ra. Đạo tử tự tin nói, điểm ấy ta có lòng tin, năm đó phía sau nhất tiểu sư đệ, kỳ thật chính là ta thay thầy truyền nghề. Nói cách khác, đạo tử có được kiếp tiên chi sư, dạy học trình độ.
Nói thật, Tống Thư Hàng thật sự rất động tâm. Nho ra một mực là hắn tương đối thưởng thức phong cách vẽ, còn nữa lại có kiếp tiên chi sư cấp tiêu chuẩn lão sư tay nắm tay dạy bảo, đối bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều là một cái rất tuyệt bắt đầu. Bất quá, không đợi Tống Thư Hàng trả lời, đạo tử đột nhiên lại lắc đầu, không đúng, không được. Ngươi không thích hợp trở thành đệ tử của ta, ngươi cùng nho ra vô duyên, ngươi không thích hợp trở thành nho tử. Tống Thư Hàng, không gạch dưới không. Gặp lại rồi đạo tử cười ha ha lấy, một cước dùng sức đá hướng hư không. Trong hư không có một cái không gian chi môn hiển hiện. Đạo tử bước vào không gian chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng nhìn qua trước mắt cái này to lớn, hiện ra mùi vị khác thường cung điện, có chút phát sầu. Cung điện nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Cái đồ chơi này, hắn nên xử lý như thế nào mới tốt? Hắn không cách nào đem thứ này trực tiếp chứa vào hạch tâm thế giới, hạch tâm thế giới còn không cách nào một hơi chứa vào lớn như vậy đồ vật. Lần trước những thiên đình kia mảnh vỡ, là có bạch tiền bối tương trợ, trước thu nhỏ sau lại đặt vào. Nhưng lần này nhưng không có người có thể giúp hắn thu nhỏ thiên đình mảnh vỡ. Mà lại, cái đồ chơi này vị có chút lớn. Chứa vào hạch tâm thế giới, hắn hạch tâm thế giới có thể hay không bị nhiễm lên mùi thối. Vẹ sau lưng, thiện cô nương, phân bộ trưởng, quy đại sư còn có mấy vị kia đệ tử trẻ tuổi, toàn bộ sắc mặt khó coi, không ngừng nôn khan. Trong cung điện cái kia cổ xuyên qua tuế nguyệt mùi vị khác thường, trực tiếp tràn vào bọn hắn khứu giác bén nhạy. Coi như bọn hắn phong bế hô hấp của mình, cái này mùi vị khác thường tựa hồ còn có thể từ bọn hắn mỗi một cái lỗ chân lông chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Cái này mùi vị khác thường quả thực là đến từ viễn cổ kịch độc. À, khuếch đại như vậy, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Hắn cũng có ngửi được mùi vị khác thường, có chút thối, nhưng còn tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Có phải hay không là hắn, hóa lỏng, thân thể, đối mùi thối cũng có sức miễn dịch. Bá Tống tiền bối, chúng ta không được, thiện che miệng đạo, nàng cảm giác mình nói một câu thời gian bên trong, cái kia mùi vị khác thường rót vào miệng của nàng, cực kỳ khó chịu. Các ngươi trước tiên lui phía sau ta vào xem, Tống Thư Hàng đạo. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, đạp vào cung điện. Tại hắn nhảy lên cung điện chi môn thời điểm, có tầng một kết giới triển khai, muốn đem hắn ngăn cản. Bất quá, trên người hắn đầu kia, hoàng kim dây xích, có chút nóng lên. Kết giới, xác định, thân phận của hắn, không ngăn cản nữa hắn, mặc cho hắn tiến vào bên trong. Tống Thư Hàng tiến vào cung điện bên trong. Cung điện bên trong, chỉ có một cái hố sâu to lớn. Vàng son lộng lẫy sát ngoài bên trong, không có thứ gì, chỉ có một cái đen xỉ hố sâu. Đồ vật bên trong, đã bị nho ra sử dụng pháp thuật dọn dẹp một lần. Làm sao cũng là một khối, viễn cổ thiên đình nát, cho dù là hố rác, hắn vẫn là thiên đình mảnh vỡ. Nho ra tại bảo tồn thời gian của nó bên trong, tự nhiên muốn đem đồ vật bên trong thanh lý mất. Bất quá, dù cho trong cung điện đã không có bất kỳ vật gì, nhưng vẫn là có một cỗ tán không ra mùi vị khác thường từ trong cung điện bay ra. Cái này mùi vị khác thường, liền nho ra cũng không giải quyết được. Vô luận sử dụng cái nào hệ tịnh hóa pháp thuật, mùi vị khác thường chính là không đuổi đi được, phảng phất cái mùi này đã cùng cung điện triệt để kết hợp, trở thành một thể. Tống Thư Hàng bỏ đi găng tay của chính mình, đưa tay đặt tại vách tường cung điện bên trên. Tối hôm trước trong mộng, cái kia tượng nha quái tiên sư cho ta tính qua, nói ta muốn tìm đồ vật giấu ở một cái ta tưởng tượng không đến ộ uế chi địa. Ộ uế chi địa, cái này năm đó thú thần bộ hố rác không phải liền là một cái ộ uế chi địa nha. Ta muốn giải mã bí mật, có thể hay không liền trốn ở chỗ này. Tới đi, xem xét bí pháp. Đem chân tướng nói cho ta biết đi. 88.888 cái thanh âm tại trong đầu hắn quanh quẩn, phù văn màu vàng từ trong mắt của hắn toát ra đến, rơi vào phía trên cung điện. Thương thế cùng kịch liệt đau nhức làm đại giá, phù văn màu vàng ngược dòng trở về, mang về xem xét kết quả. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ chi thú thần bộ hố rác, nơi này là viễn cổ thiên đình một khối trọng yếu bảo địa. Thiên đình mấy cái mỹ lệ tiên vườn, biển hoa, vườn linh dược, tiên quả rừng, đều không thể thiếu nơi đây dinh dưỡng bổ sung. Ngoại trừ hóa giải năm đó thú thần bộ đại lượng linh thú thay cũ đổi mới sản phẩm bên ngoài, nơi đây cũng không có chỗ đặc thù gì. Tống Thư Hàng. Không có, cứ như vậy. Đã nói xong giải mã bí mật chứ? Đã nói xong tống đầu gỗ ám thủ đâu? Đi ra cho ta a. Tống Thư Hàng không tin ta, ra sức thôi động, xem xét bí pháp. Sốt cục, giám định thuật lại phát hiện tin tức mới.
làm đại giới, trên người hắn lập tức lại xuất hiện càng lớn vết thương, đau hắn liệt nha, nếu không phải hóa lỏng trạng thái thân thể, hiện tại hắn đã phun lớn máu. Cái này xem xét bí pháp lại dùng xuống dưới, sớm muộn có một chút ta lại biến thành run em mờ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Mới xem xét kết quả xuất hiện tại đầu óc hắn. Này cung điện cửa sau tay phải vị trí, khối thứ ba tường gạch bên trên, tựa hồ có người lưu lại di khắc. Chính là cái này. Tống đầu gỗ lưu lại ám thủ, không sai được. Tống Thư Hàng thật nhanh chạy đến cung điện nơi cửa sau, bên tay phải khối thứ ba tường gạch bên trên, quả nhiên có người lưu lại di khắc. Nhưng cái đồ chơi này là viễn cổ văn tự, Tống Thư Hàng một chữ cũng không nhận ra. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía công đức xà mỹ nhân. Trong bụng xích tiêu kiếm. Lúc này, là xích tiêu kiếm tiền bối ra sân thời điểm. Tống Thư Hàng khiêm tốn thỉnh giáo, xích tiêu kiếm tiền bối, mấy cái này viễn cổ văn tự là có ý gì? Ha ha, không cần đến ta thời điểm liền mặc cho ta bị tiên tử nuốt vào trong bụng. Dùng đến ta thời điểm, lại muốn hướng ta xin giúp đỡ. Tống Thư Hàng tiểu hữu, người dạng này thái độ không thể được a. Xích tiêu kiếm cười ha ha, đạo. Để cho ta tới dùng sức đâm thấu tâm của ngươi đi, Tống Thư Hàng tiểu hữu. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không xem nhẹ ta. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Xích tiêu kiếm tiền bối ngài nghĩ ra được canh chừng. Vậy ngài nói một câu là được a, ta để công đức xà mỹ nhân thả ngươi đi ra a. Tống Thư Hàng đạo. Sau đó hắn đối xà mỹ nhân hạ chỉ lệnh. Công đức xà mỹ nhân đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, quay đầu không nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Xà mỹ nhân thận trọng quay đầu, nhìn Tống Thư Hàng một chút, sau đó nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt im lặng bộ dáng, trên mặt nàng hiển hiện xoắn suýt chi sắc. Một lát sau, nàng tựa hồ hạ một cái nặng nề vô cùng quyết định, nàng đưa tay đem xích tiêu kiếm phun ra. Nhưng nàng nắm thật chặt xích tiêu kiếm, không chịu đem hắn giao ra. Xích tiêu kiếm tiền bối, bây giờ có thể giúp chúng ta phiên dịch một chút không? Tống Thư Hàng hỏi. Tốt a, có thể đi ra dù sao cũng so ở tại trong bụng tốt. Để cho ta nhìn xem những lời này là có ý tứ gì. Xích tiêu kiếm nhìn qua phía trên viễn cổ văn. Sau đó, hắn phiên dịch nói, trên đó viết ngọa thảo, một tòa hố phân vậy mà tu như thế hoa lệ, các ngươi nho ra có tiền thì ngon sao. Hố phân cũng phải làm cùng người ta cung điện đồng dạng. Bên trong đen xì, còn cái gì đều nhìn không thấy, ta kém chút liền rớt xuống hố A. Không không đạo môn mộ lam đạo nhân chúc các ngươi mỗi cái đến ngồi cầu, đều rơi vào bò không được. Xem ra, đây là một vị không không đạo môn cao thủ lưu lại. Hắn đã từng lặng lẽ chui vào nho ra cái nào đó động thiên, tiến vào tòa cung điện này. Nhưng rất hiển nhiên, hắn không thu hoạch được gì. Tống Thư Hàng. Không không đạo môn A. Chính là vị kia bị Hoàng Sơn chân quân dùng tiểu hào đùa giỡn, phân vụ đạo trưởng, môn phái đi. Còn có lúc trước muốn bỏ phòng của hắn trộm đồ, lại bị bạch tiền bối bắt lấy đường thiếu chủ cũng là này môn phái. Mặt khác này môn phái bên trong còn có một vị gọi lãnh diễm kiếm cao thủ, tại mấy trăm năm trước trộm bạch tiền bối pho tượng, nhân sinh quan bị cải tạo một lần. Môn phái này thành viên, may mắn e đi, Tống Thư Hàng đạo. Chờ đã, ta muốn không phải loại vật này a, ta muốn là tống đầu gỗ lưu lại ám thủ a. Chương 1236, Hồng Thủy Tinh sở các chủ pho tượng. Không không đạo môn người vận khí đều rất thảm, môn phái này đến bây giờ cũng còn sống lấy. Không dễ dàng. Không đúng, ta muốn không phải loại tin tình báo này a. Tống Thư Hàng lần nữa đưa tay đặt tại cung điện trên vách tường. Một lần nữa, dù là lớn hơn nữa đau đớn, cũng phải dám định ra tình báo hữu dụng tới. Hắn lần nữa thôi động xem xét bí pháp. Nhưng lần này đau đớn cũng không có tới lâm, điều này đại biểu lấy dám định kết quả, không thu hoạch được gì. Chỗ này trong cung điện, lại không bí mật có thể nói. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm. Bởi vì khí lực quá lớn, hóa lỏng thân thể mi tâm tạo nên một trận gợn sóng. Đoán sai sao, tống đầu gỗ lưu lại giải mã phương thức cũng không có ở lại đây cung điện. Tống Thư Hàng đứng dậy từ cung điện cửa sau rời đi. Theo tượng nha quái tiên sư quẻ quả, giải mã phương thức giấu ở một cái hắn tưởng tượng không đến ô uế chỗ. Nếu như không phải cung điện này, vậy rốt cuộc giấu ở nơi nào? Mà lại, cái này cung điện to lớn, muốn làm sao đem hắn thu hồi a? Tống Thư Hàng thở dài. Xích tiêu kiếm, cần ta hỗ trợ sao? Xích tiêu kiếm tiền bối, ngài có thể đem cung điện thu nhỏ. Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Ta là kiếm. Xích tiêu kiếm nói, ta có thể đem cung điện này chém thành 100 khối nhỏ,
người đem hắn chuyển về đến muốn địa phương, sau đó lại đem hắn lắp ráp là có thể. Tống Thư Hàng, ta vẫn là thỉnh giáo Hạ Quy tiền bối xem một chút đi. Hắn hạch tâm thế giới bên trong còn ở một đầu đại hải Quy tiền bối, tại cảnh giới bị phong ấn trước, hắn cũng là cửu phẩm kiếp tiên cấp tồn tại. Quy tiền bối, có thu nhỏ tòa cung điện này pháp thuật sao? Tống Thư Hàng trực tiếp liên hệ trong cung điện tại rùa biển. Có, nhưng ta hiện tại trạng thái thi triển không ra như thế pháp thuật. Đại hải Quy trả lời. Tống Thư Hàng khổ não. Tòa này cung điện to lớn nên xử lý như thế nào a? Cái này ra hỏa liền không thể bản thân thu nhỏ à? Hắn nhớ tới Đông Chi Điện, có thể chủ động thu nhỏ Đông Chi Điện, có thể tùy tiện đưa vào hạch tâm thế giới, thuận tiện cực kỳ. Quả nhiên vẫn là để cho ta đem hắn chặt đi, dù sao là mảnh vỡ, lắp ráp trở về chính là. Xích Tiêu Kiếm Đạo. Tống Thư Hàng thở dài, thật chẳng lẽ muốn cắt hắn. Cái đồ chơi này, phòng bế lấy đều có một cỗ mùi vị khác thường. Nếu như mở ra, cái kia mùi vị khác thường muốn trọng tới trình độ nào. Đang lúc này, hạch tâm thế giới đại hải Quy lại lên tiếng nói, ta có cái đề nghị, người có thể mang theo cái cung điện này rời đi trước nơi đây, tìm địa phương an toàn đem hắn sắp xếp cẩn thận, chờ cùng ngươi vị kia sở các chủ gặp mặt phía sau có lẽ nàng có biện pháp đem cung điện thu nhỏ. Vấn đề là lớn như vậy cung điện, ta làm sao mang đi a? Tống Thư Hàng đạo, mặc dù cung điện này ở vào một loại lơ lửng trạng thái, có loại trong tiểu thuyết, phù không thành, hương vị. Nhưng cung điện này thể tích to lớn, Tống Thư Hàng có thể không đẩy được hắn. Dùng ta đưa ngươi mai rùa a? Quy tiền bối nói, ta cái kia mai rùa nâng lên cái cung điện này tuyệt đối không có vấn đề. Coi như thực lực ngươi không được, nhưng dùng mai rùa vẫn lấy lơ lửng cung điện hành động vẫn là không có vấn đề. Xem ra cũng chỉ đành như thế. Tống Thư Hàng tế ra mai rùa, dùng ngự đao thuật pháp môn, nâng hắn đè vào cung điện dưới đáy, đỉnh lấy cung điện bắt đầu di động. Cung điện thật đúng là di động đi lên. Rời một cái động, trong đó mùi vị khác thường tràn ngập ra, muốn thân mệnh. Tống Thư Hàng vội vàng lại tiến vào cung điện, đem nó môn, cửa sổ loại hình toàn bộ quan bế. Lại thử kích hoạt nó phía trên kết giới, hắn nhớ kỹ trong tay mình đầu kia hoàng kim dây xích có thể cùng cung điện tiến hành cộng minh. Tống Thư Hàng trong tay nguyên bản hết thảy có hai đầu hoàng kim dây xích. Một đầu là trúc quản tử trưởng lão, trên đó viết ái khuyển 43B. Một cái khác đầu là trúc quản tử trưởng lão cho đệ tử phù sinh tiên tử lễ vật, đầu này Tống Thư Hàng đã trả lại cho phù sinh tiên tử. Lợi dụng hoàng kim dây xích cùng cung điện ở giữa cộng minh, cung điện kết giới thành công mở ra. Cái kia cổ mùi vị khác thường rốt cục bị phong bế, không còn lộ ra ngoài. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. To lớn cung điện hoa lệ đang chậm rãi phi hành, Tống Thư Hàng, Thiện, Quy đại sư, phân bộ trưởng cùng mấy vị đệ tử trẻ tuổi sau lưng bọn hắn sư phụ, trở về Hắc Mã phân bộ vị trí. Thiện, bá Tống tiền bối, vừa rồi tới được vị kia, là kiếp tiên sao? Nàng đây là lần thứ nhất nhìn thấy cổng không gian truyền tống, hiện tại nhớ tới vẫn còn trong sự kích động. Đúng vậy, vừa rồi vị kia là nho ra một vị đại nhân vật. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Thật xuất khí, Thiện cô nương kích động nói. Xuất khí, Tống Thư Hàng ngẩn người, đạo tử tiền bối cái kia điên bộ dáng, tóc tai bù xù, nho y không ngay ngắn, giày còn rớt một cái bộ dáng, đến cùng chỗ nào xoái đến. Tiểu Thiện cô nương thẩm mỹ quan có vấn đề nha. Bá Tống tiền bối, người muốn đem cung điện này đem đến chúng ta Hắc Mã phân bộ sao? Đây là bộ trưởng muốn ta hỏi, Thiện cô nương lại hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu nói, tạm thời trước an trí tại Hắc Mã phân bộ phụ cận đi. Tiểu Thiện quay đầu cho bộ trưởng phiên dịch. Bộ trưởng mặt có chút co lại. Yên tâm đi, Tống Thư Hàng cười nói, toàn bộ cung điện đã bị ta một lần nữa phong bế, các ngươi không cần lo lắng mùi vị khác thường hội truyền đến Hắc Mã phân bộ. Tống đầu gỗ lưu lại máy giải mã đến cùng giấu ở thì sao? Hắn vừa đi, một bên suy tư. Có phải hay không là cái kia không không đạo môn Mộ Lam đạo nhân, lấy đi hiểu rõ mã khí. Trong đầu hắn đột nhiên hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Tặc không tay không, lấy không không đạo môn cao thủ nhãn lực, nói không chừng đã tìm ra trong cung điện ẩn tàng bảo vật, đồng thời đem hắn mang đi. Khi Tống Thư Hàng bọn người trở lại Hắc Mã phân bộ thời điểm, đứng ở cổng nhìn chạm canh gác người trẻ tuổi kia vội vàng tiến lên đón, bô bô nói một trận. Thiện cô nương phiên dịch nói, bá Tống tiền bối, hắn nói vừa rồi có cái khách nhân đến tìm ngươi, bọn hắn đem cái kia khách nhân an trí đến trong phân bộ, chờ lấy ngươi đi gặp hắn. Khách nhân nào? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói.
hắn bị truyền tống đến thú giới cũng là ngoài ý muốn, hắn tại thú giới nhưng không có người quen biết. Trừ phi, là cái kia một đám đem, bích thủy các, chuyển rời đến thú giới ra hỏa. Là cừu gia tìm tới cửa. Xích tiêu kiếm tiền bối. Tống Thư Hàng đưa tay đối công đức xà mỹ nhân. Xà mỹ nhân lần này nhu thuận đem xích tiêu kiếm giao cho hắn. Tống Thư Hàng tiếp nhận xích tiêu kiếm, nghĩ nghĩ sau lại lấy ra, bình thiên quan, giao cho xà mỹ nhân, khi tất yếu đoạn thượng hắn. Thiệt, làm phiền các ngươi dẫn ta đi gặp vị khách nhân kia. Không nên cách ta quá xa, cùng ta bảo trì tại 5 mét phạm vi bên trong. Tống Thư Hàng đạo. Thiện cô nương nháy nháy mắt, là địch nhân sao? Rất có thể, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Hắn trước đêm, cung điện, an trí đến hắc mã phân bộ bên trong trên thảo nguyên. Sau đó, cái kia nhìn chạm canh gác người trẻ tuổi ở phía trước dẫn đường, mấy người tiến về, khách nhân, chỗ gian phòng. Cửa phòng mở ra, bên trong đứng đấy vị một mặt mê mang nam tử. Coi như trong phòng, hắn còn chống đỡ dù che mưa, không chịu đem hắn buông xuống. Tán đạo nhân, Tống Thư Hàng nhìn thấy nam tử phía sau có chút dừng lại, đem phách toái đao buông xuống. Là, bích thủy các, bên trong vị kia tán đạo nhân, nhưng là nguyên bản không cách nào rời đi, bích thủy các hắn, bây giờ lại xuất hiện tại hắc mã phân bộ. Là sợ các chủ phái hắn tới được sao? Tán đạo nhân xoay đầu lại, nhìn qua Tống Thư Hàng, đạo hữu ngươi đang gọi ta sao? Đạo hữu ngươi là, a, à, ngài là bá Tống Huyền Thánh. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, lại tới. Ngươi tới nơi này có cái gì nhiệm vụ trọng yếu sao? Tống Thư Hàng hỏi. Nhiệm vụ, tán đạo nhân rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn đắng chát ngẩng đầu, ta giống như quên đi. Tống Thư Hàng. Sở các chủ phái cái này ra hỏa tới chấp hành nhiệm vụ, khẳng định là nàng cả đời này sai lầm lớn nhất. Bá Tống Huyền Thánh, ta là ai? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta ở chỗ này có chuyện gì muốn làm sao? Ngươi biết ta đi, tán đạo nhân phát ra liên tiếp vấn đề. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, sâu kín thở dài. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây a? Tán đạo nhân gãi gãi đầu, hắn thu về dù che mưa, đúng rồi, ta có tiểu sách vở. Chuyện trọng yếu ta khẳng định ghi tạc phía trên. Sau đó, hắn lật ra bản thân tiểu sách vở, nhanh chóng lật đến một trang cuối cùng. Hôm nay bá Tống Huyền Thánh hướng ta mượn 10 khỏa lục phẩm linh thạch, ngày ký hiệu. Hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Thư Hàng, đúng rồi, bá Tống Huyền Thánh ngươi trước mấy ngày mượn ta 10 khỏa lục phẩm linh thạch đến, ta tìm ngươi có phải hay không vì việc này. Tống Thư Hàng. Không đúng, không đúng. Cái này 10 khỏa linh thạch vừa mới cho mượn đi, mà lại ta cũng sẽ không vì loại chuyện này chạy xa như vậy tìm đến bá Tống tiền bối. Tán đạo nhân khổ não nói. Lúc này, Tống Thư Hàng nhìn thấy hắn dù che mưa bên trên có chữ viết. Xinh đẹp chữ viết. Ta có một vật để tán đạo nhân mang cho ngươi, xin thay ta giữ gìn kỹ hắn. Là sở các chủ. Sở các chủ có cái gì để ngươi giao cho ta đảm bảo, là cái gì? Tống Thư Hàng chỉ dù che mưa, đối tán đạo nhân đạo. Tán đạo nhân trầm tư, hắn thật nhanh trên người mình lục lọi. Rất nhanh, hắn lấy ra một cái hộp ngọc, hẳn là thứ này, ta nhớ được trên người mình không có cái này hộp, hiện tại thêm ra đến, khẳng định là bị ta quên, sở các chủ giao cho ta đồ vật. Tống Thư Hàng tiếp nhận hộp ngọc, đem hắn mở ra. Trong hộp để đó một tôn hồng thủy tinh điêu khắc tiểu nhân, là sinh động như thật sở các chủ bộ dáng. Tóc dài khoác vẩy, giống như đang ngủ say. Thủy tinh tiểu nhân bên người có 5 viên màu sắc khác nhau tinh toàn, xếp một cái đại trận, đem tiểu nhân bảo hộ trong đó. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Xích tiêu kiếm nhìn một cái, truyền âm nhập mật nói, đóng lại hộp ngọc, đem hắn bảo vệ tốt. Đây là một loại kiếp tiên hoặc trường sinh giả phục sinh thủ đoạn. Tống Thư Hàng sững sờ, ngay lập tức đem hộp ngọc đóng, sau đó trước tiên đem hắn đưa vào đến hạch tâm thế giới, an trí tại, hoạt tuyền, bên cạnh. Phục sinh thủ đoạn, là sở các chủ vì chính mình giữ lưu. Nàng muốn làm gì? Không phải là muốn cùng những cái kia, chiếm lấy bích thủy các, đồng quy vô tận, lại lợi dụng phục sinh thủ đoạn trở về a? Nhiệm vụ của ta hoàn thành, bá Tống tiền bối, ta đi trước á. Tán đạo nhân một phách bản thân dù che mưa thượng truyền tống trận pháp, mở ra trở về bích thủy các truyền tống môn. Đúng rồi, bá Tống tiền bối, đừng quên thiếu nợ ta linh thạch a. Hắn dặn dò. Tiếp đó, hắn chui vào không gian chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng. Hắn nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu,
lấy tán đạo nhân 5 giây ký ức, vạn nhất hắn tại trả linh thạch sau trong nháy mắt, con hàng này đem hắn, trả linh thạch, sự quên mất, làm sao bây giờ? Cái kia tại con hàng này trong trí nhớ, bản thân có thể hay không vĩnh viễn thiếu hắn, 10 khỏa lục phẩm linh thạch. Chương 1237, lại đến hàng năm mùa thu hoạch. Tán đạo nhân đối với, sở các chủ, tới nói, quả nhiên là một cái đặc thù cá thể. Tống Thư Hàng có chút hiếu kỳ tán đạo nhân nguyên hình đến cùng là ai? Hắn tựa hồ cũng không phải là nguyên bích thủy các đệ tử. Ba Tống tiền bối, vừa rồi vị này cũng là cửu phẩm đại năng sao? Thiện cô nương nhỏ giọng hỏi. Bởi vì vừa rồi nàng xem thấy tán đạo nhân đẩy ra không gian chi môn rời đi. Ba Tống tiền bối con đường thật rộng, vậy mà nhận biết nhiều như vậy cửu phẩm đại năng. Tống Thư Hàng lắc đầu, bất quá hắn cũng không có chính diện trả lời thiện cô nương vấn đề bởi vì hắn cũng không biết tán đạo nhân đến cùng là cảnh giới gì tồn tại. Hắn nhìn không thấu tán đạo nhân, mà tán đạo nhân chính mình cũng quên tự thân cảnh giới. Đúng rồi, Quỳ đại sư, liên quan tới tiến về thế giới loài người thông đạo sự tình, còn làm phiền ngươi giúp ta tư vấn một chút. Tống Thư Hàng đạo, sở các chủ đem, thủy tinh hồi sinh, giao cho trong tay hắn. Hắn có loại dự cảm không ổn sợ các chủ chỉ sợ muốn chơi một đợt lớn. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, hắn tốt nhất nắm giữ một loại trở về hiện thế phương pháp, để phòng vạn nhất. Quỳ đại sư gật đầu nói, không có vấn đề, bá tống tiền bối. Ta cái này đi liên hệ liên kiểu gì cũng sẽ, chậm nhất đêm nay liền sẽ có đáp án. Tạ ơn, Tống Thư Hàng đạo. Quỳ đại sư, hẳn là chúng ta cảm kích bá tống tiền bối mới là, khoảng cách hắc mã phân bộ gần nhất mấy cái phân bộ bên trong. Có cảm nhiễm, tà năng, thành viên chính bị khoái mã ra roi đưa tới, đến lúc đó còn mời bá tống tiền bối làm viện thủ. Giao cho ta đi, chỉ cần còn có thể cứu, ta liền sẽ không từ bỏ trị liệu. Tống Thư Hàng trả lời. Quỳ đại sư cảm kích nói, sau đó hắn đứng dậy cáo lui. Hắn muốn trực tiếp dùng nội bộ tổ chức thông tin thủ đoạn đi liên hệ tổng bộ. Tống Thư Hàng đem, cung điện, chuyển rời đến hắc mã phân bộ hậu phương lớn. Vì để tránh cho gây nên hắc mã phân bộ hỗn loạn, hắn lưu lại công đức xà mỹ nhân tại gian phòng của mình, tự thân thì tiến vào hạch tâm thế giới, bắt đầu thông thường tu luyện. Đao pháp, thân pháp, nho ra kim cương thân, cuối cùng là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Một mực tu luyện tới vào lúc ban đêm. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm là ngày 19 tháng 9 tả hữu A. Tống Thư Hàng tính ra đạo. Thu giới mặt trời mọc rồi lại lặn so địa cầu muốn dài rằng giặc. Trên tổng thể thời gian hẳn là có chỗ khác nhau. Lúc này công đức xà mỹ nhân truyền đến tin tức, Quỳ đại sư mang theo hắc mã phân bộ trưởng đến đây tìm hắn. Mặt khác hắn còn mang theo mấy vị thụ cửu u tà năng ảnh hưởng thành viên. Bá tống tiền bối, người bây giờ có được hay không? Quỳ đại sư lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới bước ra, đưa tay mở cửa phòng. Nhóm đầu tiên chung 4 vị tà ma hóa thành viên. Bọn hắn tại tà ma hóa thời điểm liền lập tức bị phong ấn, tình huống coi như ổn định, còn mời bá tống tiền bối làm viện thủ. Quỳ đại sư có chút lo lắng nói. Tống Thư Hàng đánh giá 4 vị này thành viên một chút, 4 vị này trạng thái so với Quỳ đại sư vị kia đồng bạn còn tốt hơn một số. Giao cho ta đi, các ngươi rời khỏi gian phòng, ta thi pháp nhổ trên người bọn họ tà năng. Tống Thư Hàng đạo. 4 cái cùng một chỗ sao? Quỳ đại sư hỏi. Loại trình độ này cửu u tà ma hóa. Với ta mà nói một hơi chỉ một cái cùng chỉ 10 cái không có khác nhau. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Bá Tống Huyền Thánh tự tin thái độ cho Quỳ đại sư cực lớn lòng tin. Hắn mang theo vận chuyển tà ma hóa đồng bạn trước tiên lui ra khỏi phòng. Tại rời khỏi gian phòng thời điểm, tại đóng cửa trước đó, Quỳ đại sư lặng lẽ buông xuống một cái bảo hạp. Bảo hạp bên trong lấy đủ loại vật liệu luyện khí, những tài liệu này đều là bọn hắn tận lực chọn lựa ra tốt nhất một nhóm. Vật liệu luyện khí tại tu chân giới cùng linh thạch giống nhau là đồng tiền mạnh. Tống Thư Hàng nhìn Bảo Dương một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. Quỳ đại sư xử sự khéo đưa đẩy, cùng dạng này người ở chung, tại một ít thời điểm rất nhẹ nhàng. Công đức xà Mỹ nhân tiến lên một bước, bạo phát công đức chi quang, đem chọn cái gian phòng bao phủ, đồng thời cũng phòng ngừa ngoại nhân thăm dò. Tống Thư Hàng tế ra hoa sen sợi rễ, đâm vào cái này 4 cái bị tà ma hóa nhân loại trên người. Hai hơi thời gian, trên người bọn họ cửu u tà năng bị co lại hết sạch, trở thành Tống Thư Hàng, hạch tâm thế giới, nuôi hạt. Về sau, thừa dịp công đức xà mỹ nhân trên người quang mang còn không có tán đi, Tống Thư Hàng đi vào cái kia bảo dương bên cạnh, mở ra xem.
bên trong chứa tràn đầy vật liệu luyện khí, đại bộ phận Tống Thư Hàng cũng không nhận ra, dù sao hắn tu chân thời gian ngắn ngủi. Bất quá, này cũng chính là ta thứ cần thiết, Tống Thư Hàng đem cái này bảo dương thu hồi. Sau đó, nếu như có thể thuận lợi đạt được máy giải mã, hắn sẽ xem xét luyện chế 33 tổ hợp pháp khí. Đến lúc đó, hội cần đại lượng vật liệu luyện khí. Bắc Phương Đại Đế đã từng nói với Tống Thư Hàng qua, thú thần bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, quá trình luyện chế cực kỳ khó khăn. Hắn cần tại ngũ phẩm trước, liền đem 33 loại pháp khí luyện chế ra đến, đồng tiến đi lắp ráp. Chỉ là luyện chế 33 kiện pháp khí, liền cần tiêu hao hải lượng vật liệu. Mà lại, tổ hợp pháp khí lúc còn không thể vượt qua ngũ phẩm cảnh giới. Một khi vượt qua, liền không còn lắp ráp cơ hội. Càng lá gan đau là lắp ráp còn có thất bại tỷ lệ, một khi thất bại liền không có làm lại từ đầu cơ hội. Nói tóm lại, đây là thổ hào cộng khí vận cực tốt tu sĩ, mới có thể chơi chuyển pháp khí. Nếu như thú giới thật sự bạo phát, sinh hóa nguy cơ, ta cái này có thể chữa trị, tà ma hóa, y sinh, nói không chừng có thể thừa cơ lừa một phát. Tống Thư Hàng thu hồi vật liệu lúc, thầm nghĩ trong lòng. Năm hơi sau, công đức xà Mỹ nhân quang mang tán đi. Tống Thư Hàng trở lại vị trí của mình, ngồi xếp bằng, kết thúc, tiến đến đem mấy vị này đạo hữu mang đi ra ngoài đi. Quy đại sư vội vàng mang theo liên minh đạo hữu tiến đến. Tiếp lấy bọn hắn liền thấy đồng bạn của mình đã khôi phục như lúc ban đầu, trên người bọn họ cửu u tà năng triệt để tiêu tán, ngoại trừ thân thể có chút suy yếu, đã không có trở ngại. Tạ ơn bá Tống tiền bối, những cái kia nhân loại liên minh thành viên lớn tiếng cảm kích nói. Tống Thư Hàng mặc dù nghe không hiểu bọn hắn mà nói, bất quá dựa vào nét mặt của bọn họ liền có thể nhìn ra bọn hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ngoại trừ vật liệu luyện khí cùng cửu u tà năng thu nhập bên ngoài, trong lúc mơ hồ Tống Thư Hàng còn cảm giác mình, công đức chi lực đều tăng một tia, mặc dù tăng rất rất ít. Cái này đợt sinh ý, ổn. Bốn cái thụ người lây bệnh là vừa mới bắt đầu. Sau đó, liên tục không ngừng có bệnh hoạn bị đưa vào đến Tống Thư Hàng gian phòng. Ngay từ đầu đưa tới đều vẫn là, nhân loại liên minh, thành viên, đến đằng sau còn có một số cùng nhân loại liên minh quan hệ người còn tốt hơn, cũng nhờ quan hệ được đưa tới. Trở ngại mặt mũi, Quy đại sư lại không tốt cự tuyệt đối phương. Nhưng hắn lại lo lắng bá Tống Huyền Thánh sẽ tâm sinh phản cảm, tại là, tại đem những cái kia nhờ quan hệ thành viên đưa tới lúc, hắn kiên trì hướng Tống Thư Hàng xin chỉ thị. Không nghĩ tới bá Tống Huyền Thánh ngoài ý muốn dễ nói chuyện, chỉ là hơi suy nghĩ một chút đáp ứng cứu chữa. Bá Tống Huyền Thánh đáp ứng cứu chữa liền không thể tốt hơn. Sau đó, Quy đại sư chủ động ra mặt, đem phi nhân loại liên minh, thụ người lây bệnh vật liệu phí tăng thêm một nửa. Cái này tiền lệ vừa mở, càng ngày càng nhiều người lây bệnh, bị từ bốn phương tám hướng đưa tới. Thú giới tin tức, cũng là rất phát đạt. Liên tục không ngừng người lây bệnh bị đưa tới. Liên tục không ngừng cửu u tà năng bổ sung đến hạch tâm thế giới. Liên tục không ngừng vật liệu luyện khí tiến vào Tống Thư Hàng hầu bao. Còn có từng sợi mặc dù nhỏ, nhưng tích tiểu thành nhiều công đức chi lực tụ hợp vào Tống Thư Hàng thể nội. Tống Thư Hàng đều đếm không hết mình rốt cuộc thu bao nhiêu vật liệu luyện khí. Dù sao hiện tại chính là một cái dương vật liệu, bị trực tiếp ném vào đến hạch tâm thế giới. Một nhóm lại một nhóm người lây bệnh bị đưa vào hắc mã phân bộ, lại rất nhanh bị đưa ra tới. Bá Tống Huyền Thánh không hổ là thiên niên đệ nhất thánh, thực lực cao cường. Từ trạng vạng tối đưa đến hiện tại, nhận chữa trị người lây bệnh đã vượt qua 300 số lượng đi. Hắc mã phân bộ cửa thôn, có mấy vị đến từ toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà, cao thủ tỏa chấn, nói chuyện phiếm đạo. Mà lại người có phát hiện hay không, bá Tống Huyền Thánh chữa trị bệnh hoạn tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo chúng ta như giỏi trong xương cửu u tà năng. Bá Tống Huyền Thánh tại mấy hơi thời gian bên trong là có thể trị càng mấy cái. Hắc mã phân bộ có Huyền Thánh có thể chữa trị, tà năng cảm nhiễm, tin tức, đã tại thú giới truyền ra. Tiếp đó, khẳng định còn sẽ có càng ngày càng nhiều người chạy tới cầu y. Chúng ta giữ vững tinh thần đến, miễn cho có người quấy rối. Đang lúc mấy vị này nhân loại liên minh thành viên giao lưu thời khắc, nơi xa truyền đến một trận bén nhọn tiếng thú gào. Sau đó, một đầu toàn thân bao phủ tại cửu u tà năng bên trong long thú, hướng phía hắc mã bộ lạc vọt tới. Cái này long thú ngoại hình cùng loại Tây phương cự long, bất quá không có cánh. Hắn đạp không mà đi, khí tức trên thân liên tiếp bạo tăng. Đang đến gần hắc mã phân bộ thời điểm, khí tức của nó đã tòng lục phẩm tăng lên tới tiếp cận thất phẩm cảnh giới.
Không tốt, mấy vị trấn thủ Hắc Mã phân bộ trong lòng, cao thủ kêu khổ. Bọn hắn cũng chỉ là ngũ phẩm cảnh giới, như thế nào kéo được cái này hoàn toàn tà năng hóa long thú. Vì cái gì cái này long thú hội hướng chúng ta nơi này vào tới? Hẳn là có người ở sau lưng âm thầm thao túng. Cũng có thể là cái này long thú tại không có triệt để sa đọa trước, muốn tiến về Hắc Mã bộ lạc cầu y. Kết quả ở nửa đường thượng triệt để sa đọa, trở thành tà ma long thú. Long thú bổ nhào vào Hắc Mã phân bộ thôn xóm. Đúng lúc này, công đức xà mỹ nhân thân hình từ trong phòng bước ra. Nàng cưỡi phì kình, tay phải dẫn theo xích tiêu kiếm, tay trái nắm vuốt một cái bình thiên quan. Bình thiên quan bên trong năng lượng này lúc đã khôi phục hơn phân nửa. Công đức xà mỹ nhân đã sớm muốn tìm một cơ hội đem cái này, bình thiên quan, cho đeo lên đi, nhưng khổ vì một mực không có cơ hội. Hiện tại, cái này tà năng long thú cho nàng một cái cơ hội. Nàng nhắm mắt lại, đem chính mình tóc dài co lại, đem bình thiên quan mang tốt, cũng thuần thục đem ngọc kê cắm vào tóc dài bên trong. Bình thiên quan trước rủ xuống, lưu, theo công đức rắn mỹ lệ người động tác, nhẹ nhàng lắc lư. Công đức xà mỹ nhân hai con ngươi mở ra, cường đại uy nghiêm từ nàng trong con ngươi bộc lộ. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đẩy bình thiên quan, sau một khắc, có khổng lồ công đức chi lực từ mũ miệng bên trong tuôn ra, ở trên người nàng hóa ra một thân hoa lệ kiểu nữ long bào. Thiên niên đệ nhất thánh hiển thánh lúc, công đức nữ đế tái hiện giang hồ. Nữ đế nhấc lên xích tiêu kiếm, nhắm ngay tà năng long thú một kiếm chém tới. Kiếm khí như hồng, chớp mắt đã tới. Tà năng long thú còn chưa kịp tới né tránh, liền bị chém thành hai đoạn. Công đức xà mỹ nhân bất mãn quệt quệt khóe môi. Con hàng này quá yếu. Nàng đưa tay quấn lấy tà năng long thú thi thể, trở về Tống Thư Hàng gian phòng. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàng cảm giác mình, hạch tâm thế giới, lập tức sẽ tiến vào tiếp theo cái thăng cấp giai đoạn, chỉ kém một chút tinh phẩm tà năng. Chương 1238, bạch số 1 sủng vật. Công đức xà mỹ nhân mang về bị chém thành hai đoạn tà năng long thú. Tà năng long thú đã triệt để sa đọa, ý thức lâm vào vô tận cuồng bạo trạng thái, hóa thành cửu u tà ma một viên. Tống Thư Hàng tế ra hoa sen sợi rễ, đâm vào đến tà năng long thú thể nội. Khi long thú trên người tất cả cửu u tà năng bị co lại hết sạch lúc, Tống Thư Hàng cảm ứng được bản thân, hạch tâm thế giới, bắt đầu rồi một vòng mới tiến hóa. Lần này tiến hóa thăng cấp cần một chút thời gian, tiến hóa trong lúc đó cũng không ảnh hưởng hạch tâm thế giới các loại công năng. Tống Thư Hàng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nếu như tại tiến hóa trong lúc đó, hạch tâm thế giới không cách nào sử dụng, tại thú giới cái này nguy cơ tứ phía, đại loạn sắp nổi thế giới, tính mạng của hắn bảo đảm giá trị lập tức muốn rơi một nửa trở lên. Long thú thân thể hoàn toàn tà năng hóa, trên người nó cửu u tà năng bị rút khô phía sau thân thể chỉ để lại một bộ xương khô. Cỗ này long thú khi còn sống là lục phẩm cảnh giới, nó xương khô nếu như tế luyện một chút cũng là luyện khí tài liệu tốt. Tống Thư Hàng tiện tay đem long thú xương khô thu hồi, cùng lần này thu hoạch vật liệu luyện khí phóng tới cùng một chỗ. Này lúc, Hắc Mã phân bộ bên ngoài. Nhìn thấy vừa rồi cái kia cường đại tà năng long thú bị một đao miểu sát phía sau Hắc Mã phân bộ bên ngoài, thụ ô nhiễm giả cùng bọn hắn đồng bạn tâm can run lên. Trước đó, có chút nóng nảy bệnh hoạn muốn chen ngang, thậm chí có người muốn mạnh mẽ xông tới Hắc Mã phân bộ. Hiện tại, tất cả mọi người muốn đem thực lực của mình cùng vừa rồi tà năng long thú so sánh một chút, sau đó suy tính một chút chính mình có phải hay không đủ vừa rồi tôn này công đức nữ đế một kiếm chặt. Một đêm không ngủ, phụ cận bốn phương tám hướng đưa tới, thụ ô nhiễm giả, số lượng không ít, lại thêm sau nửa đêm lại đứt quãng có bệnh hoạn đưa tới. Thẳng đến ngày kế tiếp mặt trời mới mọc dâng lên lúc, Tống Thư Hàng mới có thời gian nghỉ ngơi. Thụ ô nhiễm giả số lượng so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Tống Thư Hàng ám đạo. Tối hôm qua đến bây giờ đưa tới bệnh hoạn, còn tất cả đều là khoảng cách Hắc Mã phân bộ một ngày đường trình, bên trong chạy tới. Có thể nghĩ, trong tương lai trong vài ngày, bệnh hoạn số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Bị đưa tới, đều vẫn là bị kịp thời phong ấn, không có triệt để rơi xuống làm tà ma tu luyện giả. Cửu u vị kia, sẽ không thật sự muốn làm thú giới bản sinh hóa nguy cơ đi. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm. Lúc này, thiện cô nương đẩy cửa vào, sáng sớm tốt lành, bá Tống tiền bối. Muốn ăn điểm bữa sáng sao? Trong tay nàng bưng một phần nhạt cháo, bên trong để đó một số bổ sung năng lượng tiêu hao, nâng cao tinh thần dược liệu. Tạ ơn, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Là chúng ta phải cảm ơn tiền bối mới là, tiền bối một đêm khổ cực.
Thiện cô nương đem cháo phóng tới Tống Thư Hàng bên người. Tiểu cô nương này người cũng như tên, Tống Thư Hàng cùng nàng tiếp xúc trong khoảng thời gian này, có thể cảm nhận được tiểu cô nương này thiện lương đáng yêu. Bất quá, có lẽ là một mực sống ở Hắc Mã phân bộ, cơ hồ không chút tiếp xúc ngoại giới nguyên nhân, tiểu cô nương này có chút quá mức thiện lương. Lúc này Tống Thư Hàng nhìn lấy Thiện cô nương lúc, có điểm giống lúc trước hắn vừa gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần, trong quần tiền bối hiểu hắn tính cách phía sau loại kia mơ hồ lo lắng. Lúc trước trong quần các tiền bối lo lắng Tống Thư Hàng hội, người hiền lành quá mức, nắm chắc không được, người tốt độ. Cũng may, Tống Thư Hàng cũng không phải là loại kia cứng nhắc người hiền lành, Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối cũng yên tâm chút. Ba Tống tiền bối, kế tiếp còn sẽ có càng ngày càng nhiều, thụ ô nhiễm giả, chính hướng chúng ta Hắc Mã bộ lạc chạy đến, ngài sẽ còn tại chúng ta cái này lưu bao nhiêu thiên. Thiện cô nương chờ mong hỏi. Nhìn tình huống đi, nhưng là thiện, ta không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Tống Thư Hàng bưng lên cháo, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, mùi thơm xông vào mũi. Thiện cô nương nhẹ gật đầu, ta biết, ta chỉ là muốn bá tống tiền bối có thể lưu thêm một hồi. Nếu như có thể lưu lâu một chút, thì có càng nhiều người được cứu vớt. Thú giới là rất lớn, tiểu thiện, dựa vào ta sức mạnh của một người, liền xem như toàn bộ ngày không ngừng, cũng không có khả năng đem tất cả thụ ô nhiễm giả cứu. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Ta biết, thiện nhẹ gật đầu, cho nên, ta cũng chỉ là muốn tại bản thân, lực sở dĩ cập, điều kiện tiên quyết, làm mình có thể làm sự. Tống Thư Hàng nghe vậy, có chút dừng lại, sau đó cười ha hả. Thiện đáp án, cùng hắn lúc trước trả lời, Cửu Châu Nhất Hào quần, tiền bối đáp án, rất tương tự. Từ nơi này một phương diện mà nói, thiện tính cách cùng hắn cũng rất tương tự. Cộc cộc cộc. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Là Quy Đại Sư. Cái này về hắn không có mang bệnh nhân, là mình một người tới được. Tiến đến, Tống Thư Hàng đạo. Quy Đại Sư đẩy cửa vào, bá Tống Đại Nhân, sáng sớm tốt lành. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, tiểu thiện, chuyện kế tiếp dính đến một số cơ mật. Mời ngươi tránh một chút. Được rồi, Quy Đại Sư. Thiện cô nương nhẹ gật đầu, lui rời khỏi phòng ở giữa. Quy Đại Sư là có thông đạo tin tức sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đúng vậy, ta đem tin tức chuyển cho tổng bộ phía sau tổng bộ cho ta một cái trả lời. Tại thú giới hướng đông vị trí có một chỗ to lớn hồ nước mặn Tu La Hồ, nó bên bờ toàn bộ từ muối tinh tạo thành. Tại chỗ này hồ nước mặn chính giữa, cách mỗi 2 năm tả hữu sẽ mở ra thông hướng hiện thế thông đạo. Bất quá chỗ này hồ nước mặn bị một cái cường đại thú tu môn phái Thần La Tông cầm giữ. Bá Tống tiền bối muốn mượn đường, vẫn phải cùng Thần La Tông câu thông một chút. Quy Đại Sư trả lời. Hắn nói 2 năm, là theo hiện thế địa cầu thời gian mà tính. 2 năm mới có thể mở ra một lần. Vậy lần trước mở ra là lúc nào? Tống Thư Hàng hỏi. Theo trên địa cầu thời gian phép tính, 2 tháng trước vừa mới mở ra. Quy Đại Sư trả lời. Tống Thư Hàng. Nói cách khác, muốn mượn con đường này về hiện thế địa cầu, hắn vẫn phải ít nhất chờ 1 năm 10 tháng trở lên thời gian. Tạ ơn Đại Sư, Tống Thư Hàng thở dài. 1 năm 10 tháng, không thương nổi. Tạm thời trước đem tin tức này nhớ kỹ đi. Hiện tại chỉ có cầu nguyện sở các chủ có thể thuận lợi trở về, dẫn hắn về hiện thế. Quy Đại Sư rời đi Tống Thư Hàng gian phòng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên trần nhà, lẳng lặng ngẩn người. 1 năm 10 tháng A, tiếp cận thời gian 2 năm. Nếu như hắn 2 năm đều không về, người trong nhà còn không biết phải gấp thành dạng gì. Tính toán thời gian, hắn bị cuốn vào bích thủy các sự kiện sau đã có 4,5 ngày thời gian. Trung thu tiểu ngày nghỉ đã qua, trường học cũng đã khai giảng. Tiểu thải cùng thông nương tâm ma kiếp đến cùng thế nào? Còn có Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Tiền Bối phát hiện hắn không có ở đây phía sau có thể hay không tìm hắn? Hy vọng hiện thế không có rối loạn. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, ngươi có thể chém ra không gian sao? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Ta là kiếm, là kiếm. Ta không phải không gian loại pháp khí. Mặt khác, ngươi không phải còn có vị Quy Tiền Bối sao? Hắn có thể sử dụng không gian năng lực không? Xích Tiêu Tử nhắc nhở. Tống Thư Hàng, ngọa thảo, ta quên rồi. Cái này đại quy mặc dù cảnh giới bị phong, nhưng nó có thể sử dụng không gian truyền tống A. Hắn lập tức liên lạc hạch tâm thế giới bên trong Quy Tiền Bối. Quy Tiền Bối có hay không tín hiệu, nghe được lời ta nói sao? Ngươi có thể hay không giúp ta mở truyền tống môn, về hiện thế cái chủng loại kia? Tống Thư Hàng nói thật nhanh.
Xanh Ngọc Đại Hải Quy, Vọng Thiên ta hiện tại cảnh giới thụ phong, truyền tống khoảng cách cũng nhận hạn chế. Coi như toàn lực thi triển, nhiều nhất từ địa cầu Nam Cực truyền tống đến Bắc Cực. Muốn từ thú giới truyền tống đến hiện thế, vượt qua ta hiện tại phạm vi năng lực. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng thở dài. Đúng vậy a, Vọng Thiên, ta hiện tại đặc biệt tin tưởng ta ổn, rất muốn về nhà. Đại Hải Quy đạo. Tống Thư Hàng lần nữa thở dài, tiếp tục ngẩng đầu Vọng Thiên ngẩn người. Một lát sau, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, Quy tiền bối, người biết Tống Đầu Gỗ a? Tống Đầu Gỗ đến cùng như thế nào? Tống Thư Hàng hỏi. Hắn lần trước hỏi thăm Sở Các Chủ, kết quả Sở Các Chủ cho hắn vẽ ra tấm đại chúng mặt Tống Đầu Gỗ, hố cực kỳ. Tống Đầu Gỗ a, lấy nhân loại ánh mắt tới nói, hắn trường rất đẹp trai, so với ta chủ đến phải kém một điểm. Đại Hải Quy nói, bất quá lấy rùa loại góc độ đến xem, hắn không đủ có hình. Quy tiền bối có biện pháp nào không đem Tống Đầu Gỗ bộ dáng hình chiếu đi ra, để cho ta nhìn xem. Tống Thư Hàng hỏi. Đại Hải Quy, không có vấn đề. Dứt lời, hắn thi triển một cái tiểu pháp thuật, đem chính mình trong trí nhớ Tống Đầu Gỗ chiếu đi ra. Trong hình ảnh xuất hiện một vị eo buộc trường kiếm nho sinh, đầu hắn phát hiện lên sáng kim chi sắc, hắn ngũ quan tách đi ra nhìn rất là bình thường, nhưng hợp lại cùng nhau lúc nhưng càng nhìn có hương vị. Đây chính là Tống Đầu Gỗ. Cái này xuất khí thư sinh cùng Tống Thư Hàng vụn vặt lấy được trong tình báo cái kia, yêu tắc tử, đào mệnh đệ nhất, đánh không lại liền điều binh, tính cách giật giật, bị người đánh khóc qua mấy chục lần, Tống Đầu Gỗ hoàn toàn khác biệt a. Lại là tóc vàng, Tống Thư Hàng có chút ngoài ý muốn. Nghe nói sớm sơ Tống Đầu Gỗ màu tóc là màu đen, về sau uống qua kim long thủy tổ máu, tóc liền biến sắc. Chậc chậc chậc, Đại Hải Quy trả lời. Còn có việc này, Tống Thư Hàng xoa cằm. Tống Đầu Gỗ cùng kim long thủy tổ quan hệ thực tình không tệ a. Hắn lại nhìn chằm chằm bức tranh nhìn thật lâu. Quy tiền bối, ngươi cảm thấy ta cùng Tống Đầu Gỗ có hay không chỗ tương tự? Tống Thư Hàng hỏi. Đại Hải Quy, đều yêu tác tử. Con đường đều rộng, hậu trường có thể kéo đi ra đánh nhau người đều không ít. Không, ta nói chính là bề ngoài phương diện. Tống Thư Hàng đạo. Đại Hải Quy, Tống Tiểu Hữu, mộng muốn ở buổi tối làm mới đúng. Tống Thư Hàng. Tư tư. Đang khi nói chuyện, có một trận điện từ tiếng tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Thanh âm này rất chói tai. Tống Thư Hàng móc móc lỗ tai. Uy, là bá Tống Hào sao? Thu đến xin trả lời. Xì xì xì. Đó là cái rất nặng nề thanh âm nam tử, Tống Thư Hàng chưa từng nghe qua thanh âm. Thu đến xin trả lời. Thu đến xin trả lời là bá Tống Hào sao? Viễn trình thông tin phí rất đắt, một giây muốn tốt mấy khối tiền đâu. Thời gian là vàng bạc a. Tống Thư Hàng, ta là. Rốt cục xác định ngài vị trí, thật sự là quá tốt. Ngài cái kia, người thế giới, xảy ra chuyện gì? Làm sao che giấu tín hiệu, ta chủ tín hiệu không phát ra được đi, cùng hóa thân đã mất đi liên hệ, hiện tại ta chủ chỉ có thể uốn tại tà liên thế giới bên trong ngẩn người. Cái này to khỏe thanh âm nói. Tống Thư Hàng đổi dùng tâm linh giao lưu phương thức hỏi thăm, chủ nhân của ngươi Bạch Tiền Bối sao? Bạch Tiền Bối. Không sai, xác định bá Tống Hào tọa độ, không gian khiêu dược bắt đầu. Nặng nề thanh âm nói. Cái này ra hỏa muốn đi qua. Chương 1239. Ngẩng đầu vọng vọng thiên mặt trời đối ta mỉm cười. Bạch tiền bối hiện tại có 3 cái sủng vật. Cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc nhiều nhất chính là số 2 sủng vật chuột hamster tà ma. Cái này manh vật hiện tại đang trùng kích ngũ phẩm cảnh giới. Hắn thể muốn tại tấn thăng ngũ phẩm sau tới treo lên đánh Tống Thư Hàng. Tính toán thời gian. Có Bạch tiền bối cái này hậu trường, hắn cũng nhanh muốn tấn thăng thành công mới đúng. Số 3 sủng vật là lần trước tại Đông Chi Điện, cấm địa chi hành lúc, bị Bạch tiền bối chộp tới tinh tinh tướng quân, thực lực tại bát phẩm cảnh giới. Cái này ra hỏa lai lịch không nhỏ, là thú giới Trinh Tây đại tướng quân, thánh viên đại kim cương. Nội tu đại hư không áo nghĩa bí pháp, ngoại tu thánh viên long lực thần công. Dưới tình huống bình thường, hắn cuối cùng cũng có một ngày hội tấn thăng cửu phẩm. Trở thành thú giới một phương chúa tể. Đáng tiếc, hắn gặp được Bạch tiền bối. Số một sủng vật Bạch tiền bối đã từng có nhắc qua, nhưng cái này số một sủng vật đến cùng là sinh vật gì, Bạch tiền bối không có cẩn thận giới thiệu, chỉ nói là số một một mực đang cùng loại ngủ đông trong trạng thái. Cái này ra hỏa hiện tại muốn không gian khiêu dược tới. Nói cách khác, đây là một tôn cửu phẩm kiếp tiên cấp sủng vật. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng cái này ra hỏa thể tích không nên quá lớn. Nếu không hắn nếu là thông qua không gian khiêu dược tới,
sẽ trực tiếp đem Hắc Mã phân bộ cho hắn nghỉ ngơi phòng ở No Bảo. Tư Tư không gian khiêu dược thành công, một lần nữa định vị bá Tống Hào vị trí. Tư Tư coi thành công. Lúc này, Tống Thư Hàng bên tai lại truyền tới một hào sủng vật thanh âm. Bất quá, cái này tiếng vang âm biến rõ ràng rất nhiều. Ngươi đến rồi, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Không gian khiêu dược hoàn thành, ngươi tốt, bá Tống Hào. Ta là chủ nhân số một sủng vật, ngươi mau lên T233, thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt. Cái thanh âm kia lại nói. Ngươi mau lên T233, đây là cái gì quỷ danh tự? Mặt khác, bắt đầu từ lúc nãy hắn liền rất để ý một sự kiện, bá Tống Hào là có ý gì? Tại sao phải ra cái hào? Số 1 sủng vật, số 2 sủng vật, số 3 sủng vật. Sau đó, bá Tống Hào sủng vật. Ngươi ở đâu, ta không thấy được ngươi. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ cái này số 1 sủng vật là rất rất nhỏ, chỉ có con kiến lớn nhỏ loại kia sủng vật. Tống Thư Hàng phóng thích tinh thần lực của mình, liếc nhìn cả phòng. Nhưng căn bản không có phát hiện bất kỳ khác thường gì sinh mạng thể. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực, dù là trong phòng thêm ra con muỗi, hắn cũng có thể tìm kiếm đi ra. Trừ phi, số một sủng vật nhỏ đến chỉ có vi sinh vật lớn nhỏ. Xác định không gian khiêu dược đã hoàn thành, xác định đã đến chư thiên vạn giới, thú giới, xác định đã cùng bá Tống Hào gặp mặt, xác định giao lưu tín hiệu không chướng ngại. Tổng kết, đúng vậy, bá Tống Hào, ta đã đi tới bên cạnh ngươi. Số một sủng vật trả lời. Vậy ngươi ở đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Hắn vừa hỏi xong lời nói, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến Hắc Mã phân bộ thành viên hỗn loạn tiếng kêu. Thanh âm càng lúc càng lớn, người gọi cũng càng ngày càng nhiều. Đồng thời còn có phần bộ trưởng cùng quy đại sư quát khẽ âm thanh, đây là bọn hắn đang duy trì trật tự. Xảy ra chuyện gì rồi? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Thiện cô nương trả lời, bá Tống tiền bối, không tốt rồi. Thú giới bầu trời đột nhiên lại xuất hiện một vầng mặt trời, nhiệt lượng thật cao, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời. Tống Thư Hàng. Trong lòng của hắn, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Thú giới cũng không phải là song tử hằng tinh tinh hệ, cho nên đột nhiên xuất hiện mới thái độ dương, đưa tới thú giới mọi người bất an. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, đừng hốt hoảng, trấn định. Ta đi ra xem một chút. Hắn bước ra gian phòng. Công đức xà mỹ nhân thủ hộ sau lưng hắn. Sau đó, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Vọng thiên Tống Thư Hàng đạo. Thú giới bản thân mặt trời vẫn còn, mặt trời mới mọc, trạng thái, đang từ từ đi lên. Mà lúc này tại thiên không chính giữa, một vòng chói mắt kim sắc mặt trời, tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Người tốt, bá Tống Hào. Người mau lên T233, Hào hướng ngươi mỉm cười. Số một sủng vật thanh âm vang lên lần nữa. Ta Nhật, Tống Thư Hàng đạo. Bá Tống Hào, sai lầm phát biểu, ta không phải ngươi Nhật, ta là chủ nhân Nhật. Số một sủng vật cải chính. Tống Thư Hàng cảm giác mình tam quan lại nhận lấy nghiêm trọng trùng kích. Ngươi chính là số một sủng vật, một vầng mặt trời, Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Bạch tiền bối ngài sâu như vậy, một cái khác cửu u chúa tể biết không? Số một sủng vật, ngươi mau lên T233, treo thật cao ở trên bầu trời. Hắn không có tiến vào thú giới tầng khí quyển, mà là nhẹ nhàng trôi nổi tại thú giới bên ngoài trong tinh không, phát ra bản thân ánh sáng cùng nhiệt. Hắn không có phát ra lực hấp dẫn, ngoại trừ bản thân tự mang quang nhiệt bên ngoài, hắn tận lực co vào bản thân hết thảy năng lượng, tránh cho ngoại giới tạo thành ảnh hưởng. Sai lầm, bá Tống Hào, uốn nắn sai lầm của ngươi, ta cũng không phải là một vầng mặt trời, ta chỉ là biệt danh vì, ngươi mau lên, đáng yêu sư tử. Bởi vì một trận ngoài ý muốn trọng thương sắp chết, ta chủ từ bi, đem ta cải tạo, cuối cùng trở thành số một sủng vật kiêm chức trung cực binh khí T233, Hào. Ta bây giờ nhìn lại so sánh lớn, chỉ là bởi vì ta tương đối gần thú giới. Trên bầu trời cái kia vòng kim sắc mặt trời trả lời. Tống Thư Hàng. Số một sủng vật tiếp tục tự giới thiệu, mặt khác, T233 Hào thể tích cùng hằng tinh cũng có khác nhau rất lớn. Cụ thể lớn nhỏ có thể tham khảo ZB-214 hành tinh. Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái, ZB-214 hành tinh là cái gì, hắn lớn bao nhiêu? Liền không thể dùng thái dương hệ mọi người tương đối quen thuộc hành tinh làm so sánh sao? Sách đến lúc dùng mới thấy ít, hắn giờ phút này, lần nữa thể nghiệm đến điểm này. Bất quá, lấy, hành tinh, vì vật tham chiếu, cái này ra hỏa thể tích liền nhỏ không được đi đâu. Khi một cái sự vật lớn đến trình độ nhất định lúc,
lực phá hoại liền biến đáng sợ, nếu là số một một kích toàn lực, hội bạo tinh a. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thật đáng tiếc, bá Tống Hào. Cho tới bây giờ, ngoại trừ phóng thích ánh sáng cùng nhiệt bên ngoài, ta không có bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích. Số một sủng vật trả lời, trên thực tế, ta hiện tại tự thân tất cả năng lượng, đều dùng đến chèo chống cái này to lớn thân thể hành động. Ta mỗi lần hành động, đều muốn tiêu hao mấy ngàn năm qua tích lũy tất cả lực lượng. Bình thường vì tiết kiệm tiêu hao, ta đều ở vào ngủ đông trạng thái, yên lặng xúc tích lực lượng. Hành động lần này phía sau ta lại phải lâm vào dài dằng dặc ngủ đông. Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái, ngươi không phải Bạch Tiền Bối chế tạo trung cực binh khí sao? Chính là bởi vì trước mắt ta không có bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích, chỉ có thể phát ra ánh sáng cùng nhiệt, cho nên. Ta trước mắt chủ chức là số một sủng vật, trung cực binh khí chỉ là kiêm chức. Số một bình tĩnh hồi đáp. Số một sủng vật kiêm chức trung cực binh khí, nguyên lai là nguyên nhân này. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Nói cách khác, số một sủng vật trước mắt công năng chính là cỡ nhỏ mặt trời nhân tạo. Hoặc là nói, là một cái bán thành phẩm, trung cực vũ khí. Xác định cùng bá Tống Hào thành công tiếp xúc, tiếp xuống tiến vào tiết kiệm năng lượng hình thức. Quan bế ánh sáng cùng nhiệt, duy trì thấp nhất hành động tiêu hao. 3, 2, 1, người mau lên T233 lại nói. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời kim sắc mặt trời chậm rãi ảm đạm xuống, cuối cùng quang mang biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng 10 hơi về sau. Người mau lên T233 hào thanh âm vang lên lần nữa, lần này thanh âm biến tinh tế tỉ mỉ một chút, người tốt, bá Tống Hào, có thể nghe thấy thanh âm của ta sao? Có thể nghe thấy, Tống Thư Hàng trả lời. Bá Tống Hào, người cái kia chuyên môn thế giới chuyện gì xảy ra? Vì sao ta chủ tín hiệu không cách nào truyền ra? Người mau lên T233 hào hỏi. Tống Thư Hàng, trên thực tế, ta hạch tâm thế giới đang thăng cấp bên trong. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến thế giới có chút biến hóa. Thì ra là thế, vậy ngươi chuyên môn thế giới còn cần tiến hóa bao lâu? Ta tốt hồi phục ta chủ. Số một sủng vật hỏi. Tống Thư Hàng, cái này ta cũng không biết, bất quá hẳn là không dùng đến quá lâu mới đúng. Thu đến, vậy ta tình hình thực tế hồi phục ta chủ. Số một sủng vật nói, mặt khác, bá Tống Hào ngươi có lời gì muốn dẫn cho ta chủ sao? Hoặc là có trò cười sao? Người kiểu nói này, ta đích xác có chuyện nghĩ, vốn là muốn liên hệ Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng đem gần nhất, thú giới, phát sinh sự tình, cho số một sủng vật thuật lại một lần. Bao quát thú giới khắp nơi xuất hiện dẫn đạo người sa đọa pháp khí, hắn hoài nghi một vị khác, cửu u chúa tể, đã ở vào trạng thái điên cuồng, muốn tới chỗ gây sự. Ta hiểu được, chuyện này ta hội thuật lại cho ta chủ. Vị kia gần nhất hội điên cuồng cũng thuộc về bình thường, bá Tống Hào chính người chú ý an toàn. Chờ trong khoảng thời gian này đi qua sau, sự tình liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Mặt khác, bá Tống Hào ngươi có trò cười sao? Số một sủng vật đạo. Chúng ta có thể không trò chuyện, trò cười cái đề tài này sao? Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. Không có vấn đề, bá Tống Hào. Vậy ngươi có cái gì khôi hài tiết mục ngắn, muốn ta thuật lại cho ta chủ sao? Số một sủng vật đạo. Lăn lộn đi, Ngưu Bảo Bảo. Tống Thư Hàng trả lời. Số một sủng vật dừng một chút, sau đó hắn đột nhiên cười ha hả, ha 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 ha, tốt thú vị, tốt thú vị. Tiết mục ngắn ta nhận được, bá Tống Hào. Một hồi ta sẽ đem tiết mục ngắn thuật lại cho ta chủ nhất định cũng sẽ thật cao hứng, đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi một số ban thưởng. Tống Thư Hàng, không gạch dưới không? Chờ, chờ một chút, vừa rồi đây không phải là tiết mục ngắn. Tống Thư Hàng kêu lên. Số một sủng vật, xì năng lượng còn thừa lại 30%, tiến vào năng lực kém nhất lượng trạng thái hoạt động. Xì bá Tống Hào, ta còn có 10% năng lượng có thể tiêu hao, có gì cần ta hỗ trợ sao? Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới cái kia cung điện. Mặc dù có mùi lạ, nhưng thứ này hắn lại không nỡ ném ở thú giới. Có thể đem cung điện kia chuyển rời đến ta hạch tâm thế giới bên trong đi không? Tống Thư Hàng hỏi. Dịch chuyển không gian cần phối hợp của ngươi, nhưng ngươi thế giới hiện tại ở vào thăng cực trạng thái, ta không biết có thể thành công hay không đem hắn chuyển di. Số một sủng vật trả lời. Cái kia đem hắn tạm thời thu nhỏ một điểm, Tống Thư Hàng hỏi. Cái này không có vấn đề, ta có thể đem hắn thu nhỏ đến 5 lập phương lớn nhỏ, có thể sao? Số một sủng vật trả lời. Tống Thư Hàng, không có vấn đề, dạng này lớn nhỏ đầy đủ. Tại số một sủng vật dưới sự giúp đỡ,
Tống Thư Hàng thành công đem cung điện chuyển rời đến hạch tâm thế giới, hắn đem cung điện chuyển rời đến hạch tâm thế giới tít ngoài rìa. Còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Số một lại hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, nhớ tới vị kia không không đạo môn Mộ Lam đạo nhân. Ngươi biết coi bói quẻ sao? Tống Thư Hàng hỏi, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ xác định một người vị trí. Chương 1240, cửu u bài công cụ tìm kiếm ngài đáng giá có được. Xem bói, sẽ không, lăn lộn đi, Ngưu Bảo Bảo, số một sủng vật hiện học hiện dùng. Tống Thư Hàng, số một sủng vật ngay sau đó lại trả lời, bá Tống Hào, xem bói sẽ không, nhưng ta có chuyên môn công cụ tìm kiếm. Đây là vài ngày trước ta chủ tại ta ngủ đông thời điểm, cho ta thêm chức năng mới. Nếu như ngươi cần, nói cho ta biết mục tiêu đạo hiệu hoặc là cái khác tin tức, ta có thể giúp ngươi lục soát. Tống Thư Hàng, a, động cơ. Không cần phải nói, đây nhất định là bạch tiền bối dùng hóa thân tại hiện thế đi dạo thời điểm, lấy được mới linh cảm, liền cho mình cấp cuối binh khí tăng thêm. Xác định đối phương đạo hiệu vì, a, động cơ, sao, ngươi mau lên T233 hào hỏi. Tống Thư Hàng khoát tay, nói, không phải, đối phương đạo hiệu vì, Mộ Lam đạo nhân, là không không đạo môn đệ tử. Đúng, hắn nắm giữ lấy, viễn cổ văn. Xác định tin tức vì không không đạo môn, Mộ Lam đạo nhân, viễn cổ văn. Từ mấu chốt đưa vào hoàn tất, lục soát bắt đầu. Số một sủng vật thanh âm vang lên. Dạng này liền có thể đem đối phương tìm tới. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Chức năng này so xem bói còn muốn mạnh hơn a? Ngươi đừng quên ta chủ thân phận, này khoản công cụ tìm kiếm là bằng vào ta chủ vì cơ sở dữ liệu cơ sở, chỉ cần đối phương đã từng tiếp xúc qua, cửu u thế giới, liền nhất định sẽ bị tìm thấy được. Số một sủng vật tự tin nói. Ngược lại, nếu là trống trơn lần môn Mộ Lam đạo nhân chưa có tiếp xúc qua cửu u, vậy liền lục soát không tới. Hiện tại, chỉ có cầu nguyện Mộ Lam đạo nhân có tiếp xúc qua cửu u đi. Không không đạo môn đệ tử, chỉ sẽ xuất hiện tại có bảo chi địa. Cửu u thế giới có đôi khi cũng sẽ xuất hiện bí bảo, Mộ Lam đạo nhân chui vào cửu u đi tìm bảo tỷ lệ vẫn là rất lớn. Ước chừng lại là 10 hơi phía sau số một sủng vật hồi đáp, lục soát điều kiện 1, trung lục soát 1,639 cái tiếp xúc qua cửu u thế giới, Mộ Lam đạo nhân. Lục soát điều kiện 2, xác định là, không không đạo môn đệ tử, thân phận có 13 cái. Lục soát điều kiện 3, không cách nào xác định. 13 vị không không đạo môn Mộ Lam đạo nhân đều không có sử dụng tới viễn cổ văn tự. Tiến hành nghịch hành lục soát, lặp lại điều kiện 3 đồng tiến đi nghịch chuyển xác định không có nắm giữ, viễn cổ văn tự, Mộ Lam đạo nhân số lượng vì 9, giúp cho bài trừ. Chung còn lại 4 vị Mộ Lam đạo nhân, không cách nào xác định 4 vị này Mộ Lam đạo nhân phải chăng nắm giữ viễn cổ văn. Lục soát kết thúc. Mộ Lam đạo nhân cái này đạo hiệu như thế lạm đường cái. Quang tiếp xúc qua cửu u Mộ Lam đạo nhân lại có hơn 1.600 cái. Liền ngay cả tại, không không đạo môn, bên trong đều có 13 cái dùng cái này đạo hiệu người. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Cái này 13 cái Mộ Lam đạo nhân tại, không không đạo môn, bên trong gặp mặt muốn làm sao phân chia. Giả thiết bọn hắn cũng còn sống lời nói, có phải hay không muốn từ Mộ Lam đạo nhân số 1, số 2 mãi cho đến số 13. Hoặc là cực lớn Mộ Lam. Bên trong Mộ Lam, tiểu Mộ Lam, siêu tiểu Mộ Lam phân chia như vậy. Luôn cảm giác hình tượng này sẽ rất vui cảm giác. Tin tức bắt nguồn từ ta chủ, bằng vào ta chủ để tin hơi thở tài nguyên kho, tuyệt đối đáng tin cùng chính xác. Số một sủng vật trả lời. Tống Thư Hàng hỏi, cái kia còn sót lại 4 cái Mộ Lam đạo nhân, hiện tại ở nơi nào? Có tình báo sao? Số một sủng vật trả lời, tin tức triển khai còn lại 4 vị Mộ Lam đạo nhân. Số 1 chết bởi 1432 năm, tại cửu u thám hiểm lúc tao ngộ có thể số lượng lớn bạo phát, hôi phi yên diệt, số 2 Mộ Lam đạo nhân tại 1811 năm ngộ nhập cửu u, cũng tại năm sau trở về hiện thế, không biết tung tích, số 3 Mộ Lam đạo nhân tại năm 2000 tại hiện thế phong ấn qua một đầu cửu u thông đạo, bị ghi lại trong danh sách, số 4 Mộ Lam đạo nhân tại 2019 năm ngày mùng 2 tháng 9, cầm trong tay một thanh đao gãy, rơi xuống làm cửu u tà ma. Trốn vào cửu u, đến nay lưu lại tại cửu u thiên tai bình nguyên, chẳng có mục đích du đãng bên trong. Xem ra số 2, số 3 cũng còn khả năng tại hiện thế còn sống. Số 4 còn tại cửu u bình nguyên du đãng, nói không chừng chính là hắn. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Nhà tiên cái kia một quẻ bên trong nói qua, máy giải mã giấu ở một cái ô uế chi địa. Rất có thể ngay tại số 4 Mộ Lam đạo nhân trong tay,
cũng bị đưa vào đến cửu U. Ta hẳn là đi đón sờ một chút vị này Mộ Lam đạo nhân số 4 mới được, nhìn xem hắn có phải hay không len lén lẻn vào Nho Gia, sau đó chui vào đến cung điện, cái vị kia. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Còn có cái gì muốn trợ giúp sao? Bá Tống Hào, nếu như không có, ta muốn trở về ta chủ thân bên. Số 1 sủng vật đạo. Số 1 thực sự hào phóng, thoáng qua một cái tới hỏi cái vấn đề phía sau tiếp xuống dư thừa năng lượng đều muốn dùng để trợ giúp Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đều có chút ngượng ngùng, cái kia, ta còn có chút sự tình cần hỗ trợ. Như ngươi thấy, ta bây giờ bị khốn tại thú giới. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không mở cho ta một đầu trở về hiện thế thông đạo cái gì? Hồi Bá Tống Hào, hoàn toàn không có vấn đề, ngươi bây giờ tự sắp trở về sao? Số 1 sủng vật hỏi. Tống Thư Hàng đang muốn gật đầu đáp ứng. Nhưng đột nhiên, hắn lòng có cảm giác, xoay đầu lại nhìn về phía bên người. Tại hắn một bên, Thiện cô nương hai tay chăm chú nắm chặt, một mặt khẩn trương nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cùng số 1 sủng vật ở giữa câu thông là tâm linh giao lưu, phương thức, ngoại nhân không cách nào nghe được. Nhưng Thiện cô nương tựa hồ có cảm ứng, Bá Tống tiền bối, ngài. Phải đi về sao? Trực giác của ngươi thật sự là lợi hại. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Tạ ơn tiền bối khích lệ, chúc tiền bối lên đường bình an. Thiện cô nương gạt ra một cái tiếu dung. Nàng biết Bá Tống tiền bối đang tìm kiếm phương pháp trở về, cho nên, nàng không có bất cứ lý do nào ngăn cản tiền bối trở về. Đích thật là cái hiền lành cô nương. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên, đối số 1 sủng vật nói, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ tại 2 ngày hoặc là 3 ngày sau quay trở lại lần nữa. Ở chỗ này ta còn có chút sự tình phải xử lý. Không chỉ có là chữa bệnh, tích lũy cửu u tà năng, công đức, vật liệu luyện khí, mà lại hắn còn phải đợi sở các chủ. Chí ít hắn muốn xác định sở các chủ sự kiện kết thúc. Không có vấn đề, ta có thể cho Bá Tống Hào lưu một cái phù văn. Bá Tống Hào chỉ cần kích hoạt hắn, liền có thể trực tiếp truyền tống về hiện thế địa cầu. Chỉ là không có khống chế của ta, độ chính xác sẽ có sai lầm. Phù văn năng lượng có thể duy trì 3 ngày, xin chú ý đừng cho phù văn quá thời hạn. Một khi qua bảo đảm chất lượng kỳ, sử dụng truyền tống phù văn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, T233 hào tổng thể không phụ trách. Số 1 sủng vật đạo. Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ, chuyện này với hắn tới nói là phương án tốt nhất. Tạ ơn, vậy ta lựa chọn truyền tống phù văn. Tống Thư Hàng trả lời. Trên bầu trời, kim sắc mặt trời lần nữa sáng lên. Tại kim sắc mặt trời lại hiện ra đồng thời, Tống Thư Hàng trong tay xuất hiện một cái phù văn. Nhiệm vụ hoàn thành, giải trừ cùng Bá Tống Hào khóa chặt. Không gian khiêu dược triển khai, trở về cửu u giới. Đếm ngược mở lúc, 3, 2, 1. Siêu trên bầu trời kim sắc mặt trời biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng thận trọng đem phù văn thu hồi. Cứ như vậy, hắn nhiều nhất còn có thể thú giới ngây ngốc 3 ngày thời gian. Kim sắc mặt trời, lại biến mất. Thiện cô nương ngốc ngốc nhìn lên bầu trời, sau đó lại nhìn phía Bá Tống tiền bối. Bá Tống tiền bối, ngài vẫn chưa đi sao? Ta sẽ còn ở chỗ này giữ lưu 2 ngày tả hữu thời gian. Tống Thư Hàng đưa tay, vuốt vuốt tiểu cô nương đầu, dù sao ta ngay từ đầu tự cùng mọi người đã nói xong. Thiện cô nương nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Sau đó nàng lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, Bá Tống tiền bối, vừa rồi trên bầu trời cái kia kim sắc mặt trời, cùng ngài có quan hệ sao? Nói thế nào tốt đâu? Vừa rồi kim sắc mặt trời xem như ta một vị tiền bối sủng vật đi. Tống Thư Hàng đáp. Thiện cô nương nghe vậy, hai mắt sáng lên. Bá Tống tiền bối con đường thật rộng, không chỉ có nhận biết nhiều như vậy kiếp tiên, liền ngay cả hắn tiền bối sủng vật đều là mặt trời nhỏ. Thiên nhiên đệ nhất thánh, danh bất hư truyền. Tống Thư Hàng trở lại bản thân nghỉ ngơi gian phòng, thừa dịp nhàn rỗi thời gian, ngồi xuống minh tưởng. Đồng thời, trong lòng của hắn suy tư từ, số 1 sủng vật, cái kia lấy được manh mối. Số 4 Mộ Lam đạo nhân tại 2019 năm ngày mùng 2 tháng 9 rơi xuống làm tà ma, tính toán thời gian, tựa hồ chính là một vị khác cửu u chúa tể tại hiện thế lưu lại các loại dụ hoặc người sa đọa thần khí thời gian. Cửu u thế giới thiên tai bình nguyên, trở về hiện thế phía sau có lẽ muốn kế hoạch đi cửu u một chuyến. Đến lúc đó, nhìn xem trong quần có hay không tiền bối muốn cùng đi cửu u đùa giỡn một chút. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trong quần gần nhất có hay không vị tiền bối nào muốn đi cửu U? Nhớ kỹ lần trước, Tam Lãng tiền bối tựa hồ muốn đi sông cửu U, muốn tìm Vân Tước Tử tiền bối. Vừa nghĩ đến nơi này lúc,
đột nhiên hắn vỗ ót một cái. Không tốt, vừa rồi quên thay Tam Lãng tiền bối hướng, Bạch tiền bối, hỏi thăm một chút liên quan tới Vân Tước Tử tiền bối sự tình. Gần nhất sự tình nhiều lắm, căn bản không nhớ được. Có lẽ, ta giống như tán đạo nhân đều cần một cuốn sách nhỏ. Tống Thư Hàng thở dài. Chỉ có chờ trở về hiện thế, lại cùng Bạch tiền bối liên tuyến phía sau lại thay Tam Lãng tiền bối tư vấn hạ, Vân Tước Tử tiền bối, sự. Sau đó lại cùng Tam Lãng tiền bối tổ đội, đi sông Cửu U đi. Tống Thư Hàng móc ra giấy cùng bút, đem chuyện này ghi lại ở trên giấy. Trí nhớ của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng có đôi khi người quá bận rộn, bận đến có một số việc bị sắp xếp chết, trọng yếu sự hạng danh sách, hậu phương. Chờ sau đó, còn muốn lên những việc này, cũng đã muộn. Tống Thư Hàng một mực tu luyện tới giữa trưa. Về sau, đợt thứ hai, thụ ô nhiễm giả, được đưa đến Hắc Mã phân bộ. Tống Thư Hàng lại bắt đầu thu vật liệu, thu hoạch, cửu u tà năng, công đức chi lực quá trình. Thiên niên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh, thanh danh, cũng tại trong hai ngày này, tại thú giới truyền ra. Bởi vì, hạch tâm thế giới, đang đứng ở thăng cấp giai đoạn, lần này hấp thu tiến vào tà năng, toàn bộ bị tổn trữ. Tống Thư Hàng có loại dự cảm, khi hắn hạch tâm thế giới tiến hóa hoàn tất phía sau những này tổn trữ cửu u tà năng toàn bộ có thể chuyển hóa làm hạch tâm thế giới diện tích. Đến lúc đó, hắn hạch tâm thế giới lại có thể khuếch trương đại nhất đợt. Nếu như diện tích lại mở rộng, liền có thể đem từ Tiên Nông Tông, lấy được dược liệu, đại lượng gieo trồng. Thậm chí ta còn có thể tại hạch tâm thế giới bên trong nuôi điểm linh thú. Không chỉ có như thế, còn muốn ở bên trong làm cái chữa thương thánh địa. Về sau cùng người đánh nhau, thụ thương quá nặng liền có thể trốn vào hạch tâm thế giới trị liệu, tăng máu hồi ma, thương lành sau lại đi ra tiếp tục đổi. Cái này về thụ ô nhiễm giả số lượng so với hôm qua càng nhiều, thời gian cực nhanh, mặt trời lặn phía tây. Xem ra cái này về lại phải phấn đấu đến trời đã sáng. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, phía sau hắn công đức xà mỹ nhân hơi chấn động một chút. Thông qua công đức chi nhãn, có thể nhìn thấy, bích thủy các nơi đó kiếp tiên cuộc chiến, xảy ra biến hóa. Lại có hai tôn thú tu kiếp tiên, gia nhập chiến cuộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 91.